Hỏi bài chỉ trả lời thì vào thư viện Nam tải ngay về Thầy xin được chào tất cả các em Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một chuyên đề tiếp theo Đó chính là chuyên đề tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một hàm số trên một cái đoạn xác định kém nhất Thì ngay bây giờ là chúng ta sẽ vào cái nội dung chi tiết của bài học thì hôm nay là chúng ta sẽ học cái bài đầu tiên ở trong cái phần này đúng không ạ? Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ có những cái khái niệm và những cái định nghĩa cơ bản về cái phần giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số các em nhé. Thì là nếu mà thầy có một cái hàm số y bằng f(x) nó được xác định trên một cái miền D, đúng không ạ? Đấy, thì là cái số M này nó gọi là cái giá trị lớn nhất của cái hàm số f(x) trên cái miền D đấy. Các em lưu ý là trên cái miền D. Nếu như mà nó tồn tại một cái x0 mà trong, nằm trong cái tập xác định của nó, đúng không? nằm trong ở trong cái miền D này. Thường thì đề bài nó sẽ cho các em cái miền D này nó là một cái khoảng hay là một cái đoạn cụ thể các em nhé. Nó tồn tại một cái điểm x0 nằm trên cái miền D sao cho cái f(x0) nó bằng m. Và à f(x) nó sẽ luôn nhỏ hơn hoặc bằng m với mọi cái giá trị của x mà nằm trong cái miền D đấy, đúng không ạ? Thì tức là cái thằng m này nó sẽ gọi là cái giá trị lớn nhất thì là những cái anh còn lại nó sẽ gì đây? nó sẽ luôn nhỏ hơn hoặc bằng anh m và nó phải thỏa mãn là phải tồn tại được một cái anh x0 nằm ở trong cái miền d để cho cái fx0 nó bằng m các em nhé rồi thì người ta ký hiệu cái m này nó bằng mắc của fx khi mà x thuộc d hoặc là đơn giản là m bằng gì đây mắc của fx trên gì trên d các em nhé rồi tiếp theo là tương tự như vậy là chúng ta sẽ có cái phần là giá trị nhỏ nhất. Tức là chúng ta cũng sẽ phải tồn tại một cái điểm x0 nằm trong cái miền D để cho cái f x nó bằng m nhỏ và f x nó lớn hơn bằng m nhỏ với mọi cái giá trị của x ở nằm trong cái miền D đấy. Thì khi đó là cái anh m nhỏ này nó được gọi là cái giá trị nhỏ nhất của cái thằng f x trên cái miền D. Và người ta ký hiệu này m nó bằng min của f x khi x thuộc D. Hoặc À, ký hiệu đơn giản như thế này em nhé thế như vậy là các em đã hiểu được như thế nào là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một cái hàm số ở trên một cái khoảng hoặc một cái đoạn tức là chúng ta phải tồn tại những cái số x0 nằm ở trong cái khoảng hoặc cái đoạn để làm cho cái thằng fx0 nó bằng m nhỏ hoặc là fx0 bằng m lớn và uh, f trong trường hợp giá trị lớn nhất thì là fx nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng cái giá trị uh, nhỏ bằng m lớn với mọi cái x thuộc d và fx nó lớn hơn bằng m nhỏ với mọi giá trị của x thuộc d em nhớ nhé thì như vậy là chúng ta sẽ có hai cái điều kiện để tồn tại cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất thì đây là cái phần về cái định nghĩa về như thế nào là giá trị lớn nhất nhỏ nhất Thế bây giờ nếu như mà thầy có một cái hàm số và có một cái miền d nó xác định thì uh, chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta tìm ra được cái giá trị lớn nhất và cái giá trị nhỏ nhất của nó thì là sau đây uh, chúng ta sẽ sang cái uh, phần đó là những cái bước mà chúng ta sẽ thực hiện để chúng ta tìm cái giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của nó nhé yeah. chúng ta sẽ có cái quy trình tìm giá trị lớn nhất của nhỏ nhất của một hàm số chúng ta không cần sử dụng bảng biến thiên nhé yeah. thì là uh, chúng ta có là cái k nó là một cái đoạn từ a đến b đúng không ạ thì À, bước 1 là các em sẽ tính cái đạo hàm f x cho này nhá đấy thì là cái nên à, cái lớp 12 này là chúng ta khi mà khảo sát một cái hàm số nào đó thì tính đồng biến nghịch biến cực trị hay là giá trị lớn nhất nhỏ nhất hay là tiếp tuyến thì chúng ta đều phải tính cái đạo hàm đúng không ạ sau đó là chúng ta sẽ tìm cái à, nghiệm của cái phương trình f x bằng không nhé các em phải tìm cái nghiệm của phương trình f x bằng không hoặc là à, những cái điểm làm cho cái f x nó không xác định và thường thì là nó sẽ rơi vào cái trường hợp là chúng ta sẽ tìm nghiệm của cái anh f'x bằng 0 các em nhé đấy chúng ta sẽ tìm nghiệm của f'x bằng 0 thì khi đó là chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ phải tính là cái f b và f tại y và f tại gì đây alpha y thì trong đó là những cái điểm những cái nghiệm chúng ta chỉ lấy những cái nghiệm mà nằm ở trong cái miền xác định một đề bài cho thôi các em nhé à, Tức là chúng ta chỉ lấy cái xy mà nằm trong cái đoạn từ A đến B thôi Chứ còn những cái anh x mặc dù nó làm cho f phải x bằng 0 đấy Thế nhưng mà nó không nằm ở trong cái đoạn từ A đến B Thì chúng ta cũng sẽ không nhận cái này nhé Đấy thì chúng ta không cần phải tính cái f tại những cái điểm đó Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tính là f tại A, này, f tại B, này, f tại xy và f tại gì đây? Alpha y Rồi à, sau khi mà chúng ta tính ra hết những cái thông số này Thì các em sẽ tiến hành là so sánh những cái f này lại với nhau đúng không à. ạ? Chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta so sánh các giá trị này F, FB, FXY và F alpha y với nhau. Thì anh nào mà lớn nhất ở trong cái số này thì chúng ta sẽ lấy nó là giá trị lớn nhất. Còn anh nào nhỏ nhất thì là chúng ta sẽ lấy nó là giá trị nhỏ nhất nhá. Thế như vậy là các bước làm tóm tắt lại thì đầu tiên là chúng ta tính đạo hàm. Thứ hai là chúng ta giải cái phương trình đạo hàm bằng không hoặc là những cái giá trị làm cho cái đạo hàm không xác định. Và chúng ta tìm những cái anh mà nó thuộc ở trong cái đoạn từ a đến b đúng không ạ? Chúng ta chỉ lấy những anh ở trong cái miền xác định mà đề bài cho thôi các em nhé. Còn những cái anh mà không ở trong miền xác định thì chúng ta sẽ loại bỏ. Và cuối cùng là chúng ta sẽ tính những cái giá trị đó. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ tính những cái giá trị tại hai cái đầu mút F và F B và F tại x y và F tại alpha y. Rồi chúng ta sẽ so sánh những cái giá trị với nhau. Anh nào lớn nhất chúng ta kết luận là lớn nhất và anh nào nhỏ nhất thì chúng ta sẽ kết luận nó là nhỏ nhất đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ uh, có một cái ví dụ đấy. Chẳng hạn như là thầy có một cái hàm y bằng x mũ 3 trừ cộng 5 trên cái đề bài là tìm cái giá trị uh, nhỏ nhất của cái hàm này ở trên cái đoạn từ 0 đến 2 thì rất là đơn giản thôi. Các em sẽ có ngay là cái y phẩy này của chúng ta đấy. Ở đây là cái miền xác định là từ 0 đến 2 nó chính là cái miền D mà đề bài cho đúng không ạ? Thì chúng ta có y phẩy nó là 3x bình trừ đi gì đây? 3 thì bây giờ là các em sẽ giải cái phương trình y phải bằng 0 hay là 3x bình trừ 3 bằng 0. Điều này nó sẽ tương đương với là x bình bằng 1 hay là x bằng cộng trừ 1 đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ được hai nghiệm là x bằng cộng trừ 1. Thế như vậy là các em thấy là chúng ta chỉ có cái nghiệm là x bằng 1 thì nó mới nằm ở trong cái đoạn từ 0 đến 2 thôi. Thế còn x bằng âm 1 thì nó nằm ngoài cái đoạn đấy thì chúng ta không cần phải xét nữa các em nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính ngay là cái y tại gì đây. Y tại 0 thì các em thay vào Các em thay x bằng 0 ở đây Đúng ạ, vào cái hàm này Thì nó bằng 5 Tiếp theo là các em sẽ tiếp tục là thay y tại 1 Đúng ạ Nó chính là cái giá trị là làm cho Cái y phải bằng 0 mà nó lại ở trong cái đoạn từ 0 đến 2 Thì các em thay y tại 1 vào nó là 1 trừ 3 cộng 5 nó bằng 3 Tiếp tục các em thay tiếp là cái Y bằng 2 vào Đúng ạ Chúng ta thay y tại 2 vào thì nó là 8 Trừ đi 6 và cộng với cả gì đây 5 thì nó sẽ bằng gì đây bằng 7 Thế như vậy là các em sẽ kết luận là à Cái giá trị lớn nhất của nó nó chính là 7 Và cái giá trị nhỏ nhất của nó chính là gì đây Là 3 Đúng ạ Đến đây thì chúng ta chỉ so sánh 5, 3 và 7 thôi Thì số nào lớn thì chúng ta sẽ lấy là lớn nhất Và số nào bé thì chúng ta sẽ lấy là gì bé nhất Đúng ạ Thế như vậy là trong trường hợp này nó là Min à, Nó từ đoạn từ 0 đến 2 Thì xin lỗi đoạn dưới này là từ 0 đến 2 các em nhé Nó bị nhầm đề một chút Thì như vậy là chúng ta sẽ chọn phương án là phương án B Các em nhé Đấy, đấy chính là cái cách mà chúng ta tìm cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một cái hàm số mà đề bài cho trên một đoạn xác định thì tất cả những cái bài khác cho dù là cái hàm nó có phức tạp hay là nó đơn giản như thế này thì các em làm hoàn toàn là chúng ta làm theo cái cách như thế này các em nhé chúng ta tính y phẩy này chúng ta tìm cái nghiệm của phương trình y phẩy bằng không rồi chúng ta sẽ tính những cái giá trị đó và so sánh những cái giá trị lại với nhau thì chúng ta sẽ tìm ra được này À, anh nào là lớn nhất và anh nào là nhỏ nhất các em nhé. À, chúng ta có một cái trường hợp 2, nếu như mà cái đề bài mà cho cái cái miền xác định của chúng ta tức là cái miền D hay là cái miền K nó là một cái khoảng từ a đến b. Tức là thay vì là người ta ta cho là cái đoạn từ a đến b thì người ta lại để là khoảng từ a đến b, đúng không ạ? Thì cái cách làm của chúng ta thì là chúng ta cũng trải qua những cái bước nó hoàn toàn tương tự. Thế tuy nhiên là nó chỉ khác biệt ở những cái bước cuối cùng thôi các em nhé. Tức là đầu tiên là các em vẫn cái tính đạo hàm như vậy sau đó là các em giải cái phương trình đạo hàm bằng không chúng ta tìm ra nghiệm của đạo hàm trong cái khoảng từ a đến b và những cái giá trị nào làm cho đạo hàm không xác định và thường bài toán sẽ rơi vào là tìm nghiệm chứ hơn là tìm những cái điểm mà làm cho cái đạo hàm nó không xác định các em nhé rồi tiếp theo là các em sẽ tính những cái f Đấy, y và f alpha y thì cũng giống như là cái bài toán cũng giống như là cái trường hợp trước thôi các em nhé thế tuy nhiên là ở đây là chúng ta sẽ không tính được cái f tại a và f tại gì f tại b đúng không ạ Đấy, bởi vì là đề bài là cho cái khoảng từ a đến b chứ không phải là đoạn từ a đến b thế cho nên là chúng ta phải tính giới hạn khi x tiến dần đến a cộng của fx tức là nó lớn hơn a và x tiến dần đến b trừ của fx tức là nó nhỏ hơn gì đây nhỏ hơn b đúng không ạ thế như vậy nó sẽ khác ở cái điểm này tức là bài toán trước thì là chúng ta sẽ tính luôn là f tại a và f tại b thì Ở bài này thì chúng ta phải tính cái giới hạn kém nhé thế sau khi mà chúng ta sẽ tính giới hạn thì chúng ta sẽ so sánh các kết quả lại với nhau và chúng ta sẽ đi đến cái kết luận đâu là lớn nhất và đâu là nhỏ nhất đúng không ạ thế tuy nhiên là các em lưu ý cho thầy nếu như mà cái anh a và b này mà nó rơi vào là cái giá trị lớn nhất hoặc là giá trị nhỏ nhất thì chúng ta cũng sẽ không lấy được bởi vì là nó không tồn tại được một cái điểm x không nào để cho cái fx này nó bằng gì đây nó bằng a đây là nó chỉ là cái giới hạn thôi chứ nó không được chạm đến cái x bằng a đúng không ạ thế như vậy là các em lưu ý nè nếu như mà cái giá trị lớn nhất hoặc là cái giá trị nhỏ nhất mà nó rơi vào một trong hai anh a và b thì chúng ta sẽ kết luận là cái hàm số này nó không tồn tại giá trị lớn nhất hoặc là cái giá trị nhỏ nhất, em nhé. đấy bởi vì nó nó không uh, x nó không được phép bằng a và x nó không được phép bằng b, đúng không ạ? Rồi, uh, bây giờ chúng ta sẽ sang những cái bài tập cụ thể để chúng ta sử dụng những cái phần lý thuyết này chúng ta ứng dụng vào. Cho dù là hàm nó đơn giản hay là nó phức tạp thì chúng ta vẫn trải qua những bước tuần tự như này, em nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến cái câu đầu tiên là câu số 1 này Gọi m lớn và m nhỏ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của cái hàm là Y bằng 2 sin x cộng 3 trên x cộng 1 Trên cái đoạn từ 0 đến pi trên 2 Đấy thì khi nó cái giá trị của M bình M lớn bình cộng M nhỏ bình là bao nhiêu đúng không ạ? Thì đề bài cho cái dạng như thế này để hạn chế chúng ta có thể sử dụng được máy tính mà chúng ta phải tính tay em nhé. Thì các em thấy là ở đây thì chúng ta có là cái sin x tức là đây là một cái hàm lượng giác, các em nhé. Hàm lượng giác này thì như mà đề bài đã cho là trên cái đoạn từ 0 đến pi trên 2. Thì để cho cái bài toán nó đơn giản, thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ đặt cái sin x này bằng t, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đặt sin x bằng t thì chúng ta sẽ có ngay là t nó sẽ nằm ở trong cái đoạn từ 0 cho đến 1, bởi vì là sin của 0 thì bằng 0 và sin của pi trên 2 thì nó bằng 1, các em nhé. Đó. Thì là chúng ta sẽ đặt t bằng sin x. Đấy, thì là khi đó là sẽ không sẽ nhỏ bằng t và nhỏ bằng một như vậy là chúng ta sẽ quy về một cái bài toán này y nó bằng f và t bằng 2 t cộng ba trên t cộng một với là t thuộc cái đoạn từ 0 cho đến một đúng không ạ thì bây giờ chúng ta sẽ nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ tìm cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất của cái hàm này thì đây là một cái hàm bậc nhất trên bậc nhất đúng không ạ thì các em sẽ có ngay là cái đạo hàm y phẩy nó bằng là ad a nhân d trừ b nhân này nhân c tức là 2 nhân 1 trừ đi 1 nhân 3 nó là âm 1 trên t cộng 1 tất cả bình cái này luôn nhỏ hơn không đúng không ạ luôn nhỏ hơn không với mọi cái giá trị của t thuộc đoạn từ 0 cho đến 1 đó cái đạo hàm này thế cho nên là hàm số f t nó là một cái hàm nghịch biến ở trên cái đoạn từ 0 đến 1 vậy là cái giá trị nhỏ nhất của nó đúng không ạ nó sẽ đạt được tại gì không và giá trị lớn nhất của nó nó sẽ thầy xin lỗi cái giá trị nhỏ nhất của nó đạt được tại một và giá trị lớn nhất của nó sẽ đạt được tại gì tại không hoặc là các em cũng chẳng cần phải kết luận như thế này các em tính luôn là f tại không và f tại gì đây f tại một thế còn cái giá trị làm cho cái f phải t nó không xác định nó bằng âm một thì nó không nằm ở trong cái miền từ không đến một rồi cho nên chúng ta không cần phải xét nữa em nhé rồi thế như vậy là cái min của f và t này nó chính là bằng một à, tại f tại một và mắc của f và t nó là f tại 0 bằng ba và chúng ta thực ra cũng ta cũng chẳng cần phải à, nói như này chúng ta tính luôn là f tại không f tại một rồi chúng ta sẽ kết luận được là a à, thằng 3 này nó lớn hơn thằng 5 phần 2 cho nên là nó phải là lớn nhất và thằng 5 phần 2 thì nó phải là nhỏ nhất đúng không ạ thì từ đó là chúng ta sẽ có là m lớn bình phương cộng m nhỏ bình phương nó sẽ bằng là 61 phần tư cho nên là chúng ta sẽ chọn phương án là phương án đề các em nhé thì như vậy ở đây là một cái bài toán mà chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái phương pháp nữa đó chính là cái phương pháp đặt ẩn phụ sau khi các em đặt ẩn phụ xong rồi thì các bước làm của chúng ta nó hoàn toàn là tương tự giống như những cái bài toán cái bài toán đầu tiên mà thầy giải cho các em và nó sẽ tuân theo cái quy tắc tìm cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất kèm nhé Được rồi bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 2 này đúng ạ cái câu số 2 là à, thầy có là một cái m lớn và m nhỏ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng ở đây là một cái hàm số trừ dấu trị tuyệt đối đúng không ạ trên cái đoạn từ 1 đến 3 khi đó là cái m lớn cộng m nhỏ nằm ở trong cái khoảng nào đúng không ạ thì ở đây là một cái hàm mà chứa dấu trị tuyệt đối thì đầu tiên là thầy sẽ xét một cái hàm ở bên trong cái dấu trị tuyệt đối trên cái đoạn từ 1 đến 3. Các em nhé. Đấy, nguyên tắc mà các em làm việc với hàm chứa dấu trị tuyệt đối là chúng ta sẽ xét cái hàm mà bên trong cái dấu trị tuyệt đối nha. Chúng ta sẽ xét bên trong dấu trị tuyệt đối trên cái đoạn từ 1 đến 3 chúng ta tìm ra cái giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của nó. Sau đó là chúng ta sẽ suy ra cái hàm có dấu trị tuyệt đối, đúng không ạ? cái cách làm của chúng ta như sau. Đầu tiên là thầy sẽ xét cái hàm này là trên đoạn từ 1 cho đến ba. Đúng ạ Thì khi đó là các em sẽ có là cái f phải x Nó bằng là âm 3x bình Cộng với 6x Các em vẫn giải cái phương trình f phải x bằng 0 bình thường cho đây Thì là chúng ta sẽ có là x bằng 0 Hoặc là x bằng 2 Thì chúng ta chỉ có là 2 nằm trong cái đoạn từ 1 đến 3 thôi Đúng ạ Thế từ đó là chúng ta sẽ suy ra được cái một cái bảng biến thiên À của cái hàm số này Đúng ạ Thì các em thấy là từ 1 đến 2 nó là dương Còn từ 2 đến 3 thì nó sẽ mang dấu là âm Bởi vì là À, cái hệ số của x bình đây nó là âm cho nên là chúng ta có cái uh, câu nói đó là trong trái ngoài cùng đúng không ạ trong khoảng nghiệm là dấu dương và ngoài khoảng nghiệm thì nó sẽ là dấu âm thế như vậy là từ đó là chúng ta sẽ suy ra là cái chiều biến thiên của nó này từ âm 1 đến 1 và đến gì đây âm 3 thế như vậy là từ đây là chúng ta nhìn ra ngay đó là cái hàm fx này nó sẽ chạy từ âm 3 cho đến gì đây đến 1 đúng không ạ tức là âm 3 sẽ nhỏ bằng fx và à, chúng ta sẽ có là âm 3 nhỏ bằng fx nhỏ hơn được bằng gì? Một. Đúng ạ. Thì từ đây là các em sẽ suy ra ngay. Đó là không sẽ nhỏ hơn bằng trị đối của fx và nhỏ hơn bằng 3 Đúng ạ. Đấy, các em lấy trị tuyệt đối lên thì nó sẽ bị gì? À, nó sẽ bị nợt lên, các em nhé. Trị tuyệt đối thì luôn luôn lớn hơn bằng không, đúng ạ. Và nhỏ hơn hoặc bằng gì đây? Trong trường hợp này nó bị chặn dưới bởi 3 và chặn trên bởi 1 cho nên là nó sẽ nhỏ hơn bằng 3 nhé. Thế từ đó là các em sẽ kết luận ngay đó là m nhỏ bằng 0 và m lớn bằng 3 như vậy là chúng ta sẽ có m lớn cộng m nhỏ nó bằng 3 nó sẽ nằm ở trong cái khoảng từ 2 đến 4. Chúng ta chọn phương án A. Các em lưu ý là đến đây chúng ta cũng phải cẩn thận chọn phương án nhé. Các bạn nếu mà chọn phương án D là sai, nó phải là phương án A, đúng không ạ? Thế thì tuy nhiên là ở đây là chúng ta sẽ chúng ta có một cái cách làm khác nữa, đó chính là chúng ta sẽ à, lập ra cái bảng biến thiên của cái hàm này luôn các em nhé. Đấy chúng ta sẽ tiến hành lập bảng biến thiên. Thì ở đây nó chính là cái đường y bằng 0 các em nhé. Đây chính là cái đường y bằng 0 đúng không ạ? Y bằng 0 này thì nó sẽ cắt cái hai nhánh của đồ thị này tại điểm x1. Đúng không ạ? Và ở đây là nó, nó là x2. Đây, hai nhánh, một nhánh uh, nó sẽ cắt anh này ở trên đây là x1 nằm giữa 1 và 2 và x2 nằm giữa 2 và 3. Thì ở đây là chúng ta sẽ lật lên chỉ tuyệt đối từ bảng biến thiên của cái đồ thị y bằng fx thì chúng ta sẽ lật lên đúng không ạ? Chúng ta xóa phần dưới này đi. Thì đây nó là 1. Đấy, âm 1 thì lật lên nó là 1, chỗ này là âm 3 chỗ này chúng ta sẽ lật lên thì nó sẽ là ba đúng không ạ xóa cái phần dưới này đi đấy thì từ đó là chúng ta sẽ ra một cái bảng biến thiên mới đấy chúng ta có một cái bảng biến thiên mới đây một này không này một này không và ba đúng không ạ đấy thì chúng ta sẽ lật nó lên lật lên tức là chúng ta sẽ lấy đối xứng với cả cái phần mà chúng ta bỏ đi đúng không ạ đấy các em thấy là cái phần mà chúng ta bỏ đi đây đây chúng ta bỏ đi thì chúng ta sẽ lấy đối xứng cái phần này lên Tương tự như vậy chúng ta nối đối xứng phần này lên thì chúng ta sẽ có cái bảng biến thiên của cái thằng f của trị tuyệt đối của x đúng không ạ? gx nó bằng trị đối của fx thì đây nó chính là cái bảng biến thiên của cái đồ thị đấy đúng không ạ? thì chúng ta sẽ kết luận được là à, min của nó là không và max của nó là gì đây? ba em nhé đó. thế từ đó là cái giá trị uh, trên đoạn từ 1 đến 3 và giá trị nhỏ nhất của hàm số này trên đoạn từ 1 đến 3 bằng 0 như vậy là m lớn cộng m nhỏ bằng 3 từ đó là các em dễ chọn ra phương án đó là phương án A nhé nào bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 3 các em nhé ở cái câu số 3 này là thầy có m lớn và m nhỏ nhân lượt là cái giá trị lớn nhất và cái giá trị nhỏ nhất của cái hàm số fx này trên cái đoạn từ 1 đến 3 đúng không ạ và khi đó để bài hỏi là cái thằng m lớn trừ m nhỏ này nó bằng bao nhiêu nhé thì cái bài này thì chúng ta cũng chẳng cần phải đặt ẩn phụ gì cả đúng không ạ chúng ta cứ thế mà chúng ta làm thôi các em nhé đầu tiên là chúng ta sẽ đạo hàm đúng không ạ đấy chúng ta sẽ đạo hàm cái hàm này đây là dạng u trên v thì các em đạo hàm nó bằng cái anh này phẩy nó là hai trừ tám nhân với cả gì x cộng một trừ đi cái anh x bình trừ tám nhân với cái x cộng một phẩy thì nó là bằng một rồi như vậy chỗ này trừ x bình cộng tám x đúng không ạ sau đó là chúng ta để tiến hành là chúng ta rút gọn nhá thì nó là x bình cộng hai x trừ tám chia cho x cộng một tất cả bình tức là chúng ta khai triển cái anh tử này rút gọn nó đi nó thành cái này đúng không ạ thì khi đó bây giờ chúng ta sẽ giải cái phương trình f x bằng 0 như thế này tức là chúng ta sẽ có là x bình cộng 2x 8 bằng 0 đúng ạ đấy thì nó sẽ có hai nghiệm đó là x bằng 2 và x bằng âm 4 thì các em lấy máy tính cầm tay thì chúng ta bấm ra nghiệm thôi đúng ạ thế như vậy là cái nghiệm x bằng 2 này thì nó sẽ nằm trong cái đoạn từ 1 đến 3 chứ còn cái x bằng âm 4 này thì nó sẽ không nằm ở trong cái đoạn từ 1 đến 3 cho nên là nát nữa là chúng ta chẳng cần phải xét cái này đúng ạ chúng ta chỉ chọn những cái nghiệm mà nằm ở trong cái xác định và đề bài cho thôi các em nhé thì bây giờ là chúng ta sẽ tính f tại một f tại ba và f tại hai đúng không ạ đấy f tại một này f tại ba này và f tại hai thì các em sẽ thay x bằng một vào đây đấy thay x bằng ba vào đây và thay x bằng hai vào đây đúng không ạ thì chúng ta sẽ tính ra được những cái giá trị của fx thôi nhé thì từ đây là chúng ta sẽ tiến hành là so sánh với những mấy cái uh, ông này lại với nhau đúng không chúng ta sẽ so sánh hết cái đống này lại với nhau thì à, chúng ta nhìn thấy rằng là à, cái giá trị nhỏ nhất của nó là âm 2 này. Tại F bằng âm 2 nó bằng âm 4 đây rồi Và cái giá trị lớn nhất của nó ở đây nó chính là gì đây à, Âm 7 2 đúng không ạ Nó chính là âm 7 phần 2 F tại 1 Đấy chúng ta sẽ so sánh âm 7 2, âm 7 4 Và âm 4 lại với nhau thôi Anh nào lớn thì cái âm đấy là lớn nhất Và anh nào nhỏ thì cái âm đấy là nhỏ nhất đúng không ạ Thế như vậy mắt của nó bằng âm 7 2 Khi x bằng 1 Và min của nó bằng âm 4 khi x bằng 2 Tức là chúng ta phải đảm bảo là à Nó có cái dấu bằng xảy ra Tức là tồn tại cái x0 mà nó làm cho cái fx nó có thể đạt được những cái giá trị kia tức là âm 7 phần 2 và âm 4 đúng không ạ rồi từ đó là m lớn trừ m nhỏ thì nó sẽ bằng là 1 phần 2 các em nhé các em lấy âm 7 phần 2 trừ đi trừ 4 thì ra kết quả là 1 phần 2 như vậy là chúng ta sẽ chọn phương án là phương án b đúng không ạ đấy thì cái câu này là mới câu là hàm à, dạng à, bậc 2 trên bậc 1 thì là chúng ta không cần phải đặt gì cả chúng ta cứ thế chúng ta làm một cách bình thường các em làm cẩn thận chắc chắn sẽ ra được kết quả đúng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 4 này. Đấy câu số 4 là một cái câu là hàm trùng phương đúng không ạ? Câu hàm trùng phương là đề bài yêu cầu là tìm uh, cái phân số tối giản của dạng a trên b, giá trị nhỏ nhất của hàm số. Tức là chúng ta phải tìm giá trị nhỏ nhất đúng không ạ? Thế khi đó là cái a cộng b bằng bao nhiêu? Đấy thì là cho như thế này này cũng là để một phần là mục đích là À, chống cách chúng ta sử dụng máy tính đúng không ạ? chứ nếu mà cho kết quả luôn là giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu thì các em à, có thể sử dụng máy tính được rồi. Tất nhiên là vẫn có thể bấm được cái bài này nhé. thì là thầy sẽ làm một cái khóa nhỏ nhỏ chuyên về cả cái bấm máy tính à, cho các em sau. Nhá. rồi à, cái câu 4 này nhé, thì là bây giờ là chúng ta sẽ có là cái à, trước khi mà các em xem thầy giả thì các em hãy thử dừng lại để chúng ta làm. thì nãy giờ là các em đã xem những ví dụ trước rồi, thì các em đã biết được cái cách làm rồi, đúng không ạ? thì là bây giờ trong quá trình làm thì chúng ta cẩn thận một chút thì chúng ta sẽ ra được kết quả đúng ừ. thôi nhé yeah. thì là cái bài này thì các em vẫn làm một cách bình thường thôi chúng ta vẫn đạo hàm chúng ta vẫn tính cái giá trị đạo hàm bằng 0 chúng ta suy ra x sau đó chúng ta tính f tại những cái giá trị của x đấy đúng không ạ đấy thì tập xác định d bằng r này chúng ta có f phải x nó bằng 4 x mũ 3 2 x đúng không ạ rồi à, chúng ta giải phương trình f phải x bằng không thì nó sẽ có ba nghiệm đúng không ạ đây là một cái ở phương trình bậc 3 nó có 3 nghiệm luôn trừ căn 2 trên 2 này thì anh này nó sẽ nằm ở trong cái đoạn từ âm 2 đến 3 chính xác x bằng 0 nó cũng nằm ở trong cái đoạn trừ, trừ 2 đến 3 chúng ta sẽ nhận luôn và x bằng căn 2 trên 2 nó cũng nằm trong cái đoạn từ trừ 2 đến 3 à, mà đề bài cho đúng không ạ thì chúng ta cũng nhận anh này luôn nhé rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tính f của hết tất cả bọn này thôi đúng không ạ f tại 3 anh này nhá và f tại âm 2 và f tại 3 đấy rồi tiếp theo là F tại 0, F tại âm 2 và F tại 3 Tức là chúng ta phải tính hết toàn bộ những cái giá trị Đấy, F của x mà chúng ta tìm ra được Đúng không ạ? Trừ căn 2 trên 2, 0, căn 2 trên 2 F tại âm 2 và F tại 3 Đúng không ạ? Thế sau đó à, chúng ta tính ra rồi Bây giờ chúng ta lại so sánh những cái bọn đấy lại với nhau Nhé Đấy chúng ta tiến hành là chúng ta so sánh những cái F này lại với nhau À thì chúng ta thấy rằng là à, Cái thằng nhỏ nhất ở trong cái đống này Đấy nó chính là 51 phần gì đây 51 phần 4 Đúng ạ à? Và cái thằng lớn nhất nó chính là F tại 3 bằng 85 Đúng ạ à? Thế tuy nhiên là đề bài trong trường hợp này Chỉ hỏi là cái giá trị nhỏ nhất và phân số tối dạng của dạng A chia cho B Đúng ạ à? Thì cho nên là chúng ta sẽ lấy là 51 phần 4 Đúng ạ à? Thì khi đó là cái tổng A cộng B thì nó sẽ là 51 cộng 4 Và nó sẽ là 55 Các em nhé Đấy Đây là A 51 này B là bằng 4 Như vậy là chúng ta có là A bằng 51 và B A bằng 51 và B bằng 4 Từ đó là A cộng B bằng 55 Hay là chúng ta sẽ chọn phương án là Phương án B kèm nhé Rồi Bây à, giờ chúng ta sẽ sang cái câu tiếp theo Đó là cái Một cái câu muốn liên quan đến hàm có chứa căn bậc 2 Đúng không ạ à, Thầy có là tìm giá trị M lớn và M nhỏ nhân được là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số này à, Khi đó là M lớn nhân M nhỏ bằng bao nhiêu Đúng không ạ à, Thì là trước khi mà các em theo dõi thầy hướng dẫn Thì, thì các em hãy À, tự làm trước nhé, chúng ta tự làm trước để sau đó là chúng ta sẽ uh, xem thầy giải để biết là mình sai và mình đúng ở đâu. lần sau chúng ta rút kinh nghiệm, các em nhé. Được rồi, bây giờ là cái hàm này, thì là các em thấy là rõ ràng là nó không hề cho chúng ta một cái khoảng hay là một cái đoạn xác định nào, đúng không ạ? Đề bài không cho cái miền đề đấy khác với những cái bài toán trước là đề bài có cho chúng ta cái miền D của nó là từ âm hai cho đến 3 thì À, cái bài toán này đề bài không cho chúng ta cái miền D thế tuy nhiên các em lại phải lưu ý cho thầy là khi mà đã cho căn bậc 2 đúng không ạ thì chúng ta phải có cái điều kiện là những cái biểu thức ở trong căn bậc 2 đấy nó phải không âm tức là nó lớn nó bằng không thế từ đó là chúng ta sẽ có một cái tập xác định sẽ làm cho cái hàm này xác định nó là x cộng 3 nó lớn nó bằng không và cái 6 trừ x này nó phải lớn nó bằng không nhớ nhá rồi thế như vậy là các tập xác định của hàm số này x cộng 3 lớn nó bằng 0 6 x lớn nó bằng 0 đúng không ạ hay là x lớn nó bằng âm 3 và x nhỏ hơn hoặc bằng 6 như vậy đây chính là cái miền d của chúng ta nhé đây chính là cái miền d mặc dù đề bài không cho nhưng mà cho dưới dạng ẩn ý đúng không ạ chúng ta phải tìm ra d của nó là chạy từ âm 3 cho đến gì đây đến 6 được rồi. bây giờ là chúng ta làm bình thường thôi các em làm hoàn toàn bình thường nhé chúng ta tính đạo hàm này đấy các em lưu ý là tính đạo hàm của cái hàm chứa căn đấy nó là u phải trên hai căn u đúng không ạ rồi chúng ta giải phương trình y phải bằng 0 như thế này nhé. Đây là quy đồng lên thôi. Ở đây thầy quy đồng lên, đúng ạ? Thì nó thành như thế này. này. Đấy. <laughs> rồi bây giờ là chụp căn thức ở mẫu thì các em có thể chụp căn thức ở mẫu hoặc là không thì các em cứ giải phương trình y phải bằng 0. Cứ thế này giải tức là căn bằng 2 của 6 chữ x bằng căn bằng 2 của x cộng 3 thì cũng ra được kết quả thôi, đúng ạ? Nó y phải bằng 0 thì tương đương với cả là x của nó sẽ bằng 3/2 các em nhé. Đấy, hoặc chúng ta có thể là giải để các bạn không muốn chụp căn thức này là ở chỗ này các bạn sẽ cho là cái căn bậc 2 của 6 chữ x bằng căn bậc 2 của x cộng 3 thì các bạn cũng sẽ tương đương được 3 chữ 2x bằng 0 nhé đấy rồi thì như vậy là x của chúng ta nó sẽ bằng là 3 phần 2 và nó nằm ở trong cái đoạn từ âm 3 đến 6 rõ ràng thôi đúng không ạ đấy 3 phần 2 sẽ nằm ở trong cái đoạn từ âm 3 đến 6 sau đó là các em sẽ tính f tại âm 3 f tại 3 phần 2 và tính luôn f tại 6 rồi đúng không ạ chúng ta sẽ tính ba cái giá trị này rồi à, tức là các em sẽ thay x bằng 3 vào đây này x bằng 3 phần 2 vào đây và x bằng 6 vào đây thế như vậy là các em nhìn vào kia là các em thấy là à cái giá trị lớn nhất của nó là 3 căn 2 và cái giá trị nhỏ nhất của nó là gì đây là 3 đúng không ạ thế như vậy là m lớn nó bằng 3 căn 2 tại x bằng 3 phần 2 và m nhỏ đây nó tại bằng 3 tại x bằng 3 và x bằng gì đây x bằng 6 thế như vậy là chúng ta sẽ suy ra là m lớn bằng 3 căn 2 và m nhỏ bằng gì đây bằng 3 vậy là m lớn nhân m nhỏ nó sẽ bằng là 3 x 3 căn 2 hay là nó là 9 căn 2 các em nhé Thế chúng ta sẽ chọn phương án ở đây đó là à, phương án D đúng không ạ Rồi à, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái câu số 6 các em nhé Câu số 6 này là thầy có là cái m lớn và m nhỏ Lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng 4x bình Trừ tí 8 căn bậc 2 của 2x bình cộng 3 cộng 2 và cộng 6x cộng 2019 À trên cái đoạn từ 0 đến 2 Bây giờ mình cần phải tính cái thằng m lớn cộng m nhỏ Đúng không ạ? Chúng ta phải tính cái anh m lớn cộng m nhỏ này nhé Thế thì uh, uh, các em thấy là cái bài toán này đấy Thì là chúng ta sẽ sử dụng một cái phương pháp nữa Đó chính là cái phương pháp đoạn ẩn phụ Các em nhé Đấy bởi vì là ở trong đây là chúng ta nhìn thấy là cái 4x bình cộng với cả 6x Đấy, nếu mà thầy đặt hai ra ngoài thì nó sẽ còn là 2x bình cộng 3x Đúng ạ thì nó tương đối giống cái căn bên trong nó là hai bình cộng 3 x đúng không ạ thế cho nên là chúng ta sẽ dùng cái à, phương pháp đặt ẩn phụ để cho nó đơn giản nhá chứ nếu mà chúng ta không đặt ẩn phụ thì là cái căn bậc hai này đúng không ạ thì chúng ta đạo hàm lên thì là số nó tương đối là lớn cộng thêm với cả cái bọn bên ngoài này nữa thì chúng ta giải cái phương trình y phẩy bằng không nó rất là vất vả em nhá rồi đấy thì là thầy sẽ tách ra đúng không ạ thì nó sẽ là hai bên ngoài bên trong là còn hai x bình này đấy nhóm anh này với cả anh này đúng không ạ nhóm anh này với anh này thì nó là hai x bình cộng ba x và chúng ta cộng thêm hai để cho nó giống cái căn nhé đây còn trừ đi 8 này là giữ nguyên này rồi ở chỗ này là cộng hai không thì ở đây là thầy chẳng qua là thầy biến thành là hai ở đây là mình đã có cộng hai rồi tức là ở chỗ này mình cộng 4 thì chỗ này các em chỉ cần cộng thêm hai nghìn thì nó thành hai nghìn tức là chúng ta thêm bớt kem một cái hạng tử thôi đúng không ạ Nó thêm bớt số 4 thôi simbot chúng ta ở đây là chúng ta đã cộng 4 rồi. Thì ở bên này là chúng ta bớt đi 4 thì là chỉ còn 2015, đúng không ạ? Rồi. rồi. Tiếp theo là các em sẽ đặt T nó bằng căn bậc 2 của 2x bình cộng 3x cộng 2 nhé Đấy, chúng ta sẽ đặt T bằng anh này. Thì à bây giờ chúng ta lại phải cần tìm cái điều kiện cho T, đúng không ạ? Đấy, với cái x ở trong cái đoạn từ 0 đến 2 thì cái thằng T này nó nằm ở trong cái đoạn nào, đúng không ạ? Đấy, chúng ta bắt buộc chúng ta phải tìm. Đối với những bài toán đạt phần phụ đấy các em phải tìm được cái khoảng xác định của cái ẩn phụ đấy thì chúng ta mới giải quyết được bài toán, các em nhé. Rồi đấy thì khi đó là cái hàm số đã cho nó sẽ trở thành là 2t bình trừ đi 8t cộng 2015, đúng không ạ? tuy nhiên là chúng ta lại phải à, biến đổi cái anh này nhé, cái anh này tức là à, chúng ta sẽ tìm ra cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của 2x bình cộng 3 x cộng 2 trên cái đoạn từ 0 đến 2 thì có rất nhiều cách để chúng ta tìm tức là cách thứ nhất là chúng ta có thể xét cái hàm số y nó bằng 2x bình cộng 3x cộng 2 trên cái đoạn từ 0 đến 2 đúng không ạ thì chúng ta sẽ có là y phải nó bằng là 4x cộng gì cộng 3 thì nó sẽ luôn lớn nó bằng 0 đấy với mọi x ở trên cái đoạn từ 0 đến 2 em nhé đấy với mọi giá trị của x đấy, thuộc cái miền xác định đây được chưa? Cái này trên D Thì khi đó là các em sẽ có này, hàm này là hàm đồng biến Đúng không ạ? Hay là cái Y phẩy bằng 0 ở trên cái đoạn D Miền D nó vô nghiệm Đúng không ạ? Thì các em sẽ tính là Y tại 0 như này Đấy thì nó bằng 2 Các em tính tiếp cho thầy là Y tại mấy đây? Y tại 2 Đấy thì các em thay vào đây Thì là chúng ta sẽ thấy là à, Y tại 2 các em thay vào Thì nó sẽ là 4 này à, thành số nó là 8 cộng 6 cộng 2 như vậy là bằng 16 từ đó là các em đã suy ra là 2 sẽ nhỏ bằng t và nhỏ nó bằng gì đây 16 em nhé đấy hai nhỏ bằng t và nhỏ bằng 16 ừ. Đấy, như vậy là cái ở đây là chúng ta cũng tìm ra được là cái 2 x bình cộng 3 x cộng 2 nó sẽ thuộc cái đoạn gì đây? Từ 2 đến 16, đúng không ạ? Được chưa nào? Đấy. Thế như vậy là 2. À thầy xin lỗi. Ở à, cái chỗ này là T nó bằng căn đúng không ạ? Thì như vậy là căn 2 phải nhỏ hơn bằng T và nhỏ hơn bằng căn 16. Thì như vậy là căn 2 sẽ nhỏ hơn bằng T và nhỏ hơn là bằng gì đây? 4 nhá. Đấy, chỗ này là căn 2 nhỏ hơn bằng T nhỏ hơn bằng 4. Thế như vậy là ở đây là các bước này chúng ta trải qua này chúng ta cũng tìm ra được cái điều kiện của T thôi các em nhé. Đấy. Thì các em có thể làm theo cái cách này cho nó đơn giản nhé. Đấy tức là chúng ta lại xét thêm một cái hàm phụ nó là 2T bình cộng 3x cộng 2 trên cái đoạn từ 0 đến 2 thì chúng ta tìm ra cái giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của nó, đúng không ạ? Rồi. Nhá. Yeah. Thế bây giờ là chúng ta sẽ à, tìm cái giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của cái hàm này. Đúng không ạ? 2t bình trừ 8t cộng 2015 à trên cái đoạn từ căn 2 cho đến gì? 4. Bài toán đã quy về tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm ft trên cái đoạn này, đúng không ạ? Rồi. Thế tiếp theo là chúng ta à, chỉ cần tính cái gì đây? tính cái f't thôi đúng không ạ? Đấy, chúng ta tính cái f't nó bằng 4t trừ gì? Từ 8. Thì cái f't 0 khi và chỉ khi t bằng 2 thì nó sẽ nằm ở trong cái đoạn từ 2 cho đến gì đây? đến 4, đúng không ạ? Nó sẽ nằm ở trong cái đoạn từ 2 đến 4. Và à từ đó là chúng ta sẽ tính ra được cái f của căn 2 này nhé Chúng ta tính được f của gì đây? 2 và chúng ta tính được f của gì? của 4, đúng không ạ? Đấy, lúc này là bài toán nó quy về cái bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của ft rồi thì các em à, tính một cách bình thường đúng không ạ chúng ta làm giống hệt những cái bài toán trước tính f này giải phương trình f phải bằng không này tính những cái giá trị tại à, hai cái đầu mút và cái giá trị làm cho cái f phải bằng không đúng không ạ sau đó là các em sẽ so sánh những cái giá trị này lại với nhau thì ở đây là chúng ta thấy là mắc của f t nó bằng 2010 gì đây 2015 đúng không ạ và min của f t nó bằng gì đây 2007 tức là chúng ta so sánh những cái số này lại với nhau thôi thì chúng ta thấy là max là 2015 min của nó là 2007 từ đó là chúng ta suy ra là m lớn bằng 2015 và m nhỏ bằng 2007 như vậy là m lớn cộng m nhỏ nó sẽ bằng 4022 cho nên là chúng ta sẽ có là phương án là phương án C thế như vậy là cái bài toán này đấy nó chỉ khó ở một chỗ đó là các em nhìn ra được cái cách mà chúng ta đặt cái ẩn phụ thôi đúng không ạ Đấy chúng ta nhìn ra được cái cách mà ẩn phụ và chúng ta phải tìm cái điều kiện của ẩn phụ Quy cái bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm này Trở về là cái bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của cái hàm số này Trên cái đoạn này Đúng không ạ Thế như vậy là các em lưu ý Khi mà các em đặt cái T Nó bằng cái căn bậc hai của anh này Hay là trong những cái bài toán khác chúng ta đặt ẩn phụ Thì chúng ta phải tìm cái khoảng xác định của cái ẩn phụ đấy Dựa vào cái khoảng xác định của gì đây của anh X Đúng ạ, chúng ta sẽ có nhiều cách khác nhau để chúng ta tìm Nhưng mà cái cách đơn giản nhất Đó là chúng ta xét một cái hàm số Đúng không? Chúng ta xét cái hàm số nó chính là Cái thằng T đấy Trên cái đoạn mà đề bài cho Thì chúng ta sẽ ra được cái giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của nó Đúng ạ Nào bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 7 các em nhé Cái câu số 7 này thầy có là cái M lớn và M nhỏ Lần lượt là giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất của hàm số Y bằng sin x cộng cos x cộng 1 Trên căn bậc 2 của hai cộng với sin 2x đúng không ạ? Với x thuộc r. Thì khi đó là cái thằng m lớn cộng căn 3 lần m nhỏ nó bằng bao nhiêu đúng không ạ? Đó. Thì như vậy là cái bài toán này là một cái bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số lượng giác đúng không ạ? Thì các em bây giờ các em hãy thử uh, các em tự làm trước, sau đó là các em xem thầy hướng dẫn nhé. để chúng ta dừng video lại để chúng ta tự làm. Rồi. À, chúng ta có này thầy sẽ đặt t bằng sin cộng cos đúng không ạ Thế tờ sở dĩ tại sao thầy lại đặt t bằng sin cộng cos thì lát nữa là các em sẽ xem là bởi vì là cái căn bậc hai ở bên dưới này này là thầy sẽ biến đổi được theo cái sin cộng cos bởi vì là cái sin 2x này nó chính là hai lần sin x thế còn cái một hai cộng với cả sin 2x này cái sin bình x cộng cos bình x nó bằng một thì mình sẽ biến đổi được theo cái sin cộng cos x nhé thì bây giờ là chúng ta có cái gì đây cái t này nó bằng sin x cộng cos x thì là trừ căn 2 sẽ nhỏ bằng t nhỏ bằng căn 2. Tại vì sao lại như thế? Đúng ạ. Tại vì sao? Tại vì là à, các em có là cái sin x mà cộng với cos x thì nó chính là bằng căn 2 của sin x cộng pi trên 4, đúng ạ? Đó. Mà cái sin của x cộng pi trên 4 này lúc nào nó cũng nằm trong cái đoạn từ âm 1 đến 1 thì đâm ra là cái t của chúng ta nó phải là nằm trong cái đoạn từ trừ căn 2 cho đến gì đây căn 2 và các em bình phương hai vế lên thì các em sẽ thấy là à cái t bình này này của chúng ta đấy nó bằng là sin bình x cộng với cốt bình gì cốt bình x và cộng với hai lần sin x cốt x thì cái sin bình cộng cốt bình này bằng một đúng ạ một cộng với 2 sin x cốt x thì nó chính là sin của gì Đấy. thế như vậy là rõ ràng là thầy đã biến đổi được cái căn bậc hai này theo cái gì đấy theo anh t rồi đúng không ạ thế từ đó là cái hàm số của chúng ta là f và t nó sẽ bằng là t cộng một chia cho căn bậc hai của t bình cộng một đúng không ạ đấy chúng ta trên ở đây là anh t này thế còn này một đây là hai cộng sin 2x thì nó chính là căn bậc hai của t bình cộng một thôi thế bây giờ bài toán sẽ quy về là tìm cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất của cái thằng ft này à, trên cái đoạn từ trừ căn hai cho đến căn hai Đấy, thì các em thấy nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều khi mà chúng ta làm việc với anh xin và anh cốt bởi vì là các em đạo hàm anh này thì nó sẽ xuất hiện là cái trừ xin và trừ... xuất hiện là cốt x với cả trừ xin x đúng không ạ bởi vì là xin x các em đạo hàm cốt này cốt x chúng ta đạo hàm thành trừ sin thì là cái à, chúng ta giải cái phương trình y phải bằng không nó sẽ rất là vất vả và đôi khi là chúng ta sẽ không giải được các em nhé Đấy, cho nên là nếu mà đạt được ẩn phụ mà đưa về dạng ẩn phụ đơn giản đúng không ạ thì chúng ta không có lý do gì mà chúng ta không đạt cả em nhé rồi thế từ đó là chúng ta sẽ có là cái f phẩy t đấy các em chúng ta tiến hành là chúng ta đạo hàm anh này, này thôi đúng không ạ thế đây là dạng u trên v thì các em lưu ý chúng ta đạo hàm là cẩn thận bởi vì là nếu một cái bước đạo hàm của chúng ta sai thì chắc chắn những kết quả phía sau của chúng ta nó cũng sẽ sai theo các em nhé thì nó sẽ bằng là một trừ t trên t bình cộng 1 nhân căn bậc hai của t bình cộng một nhé thế từ đó là cái f phẩy t bằng 0 khi và chỉ khi là t bằng một thì chúng ta thấy là à cái t bằng một nó nằm ở trong cái đoạn trừ căn 2 rồi đến căn 2 rồi đúng không ạ thế cho nên là chúng ta sẽ tính luôn cái f tại 1 vậy là bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta tính f tại căn 2 này chúng ta tính f tại 2 này căn 2 này f tại trừ căn 2 và chúng ta tính f tại 1 sau đó là các em sẽ tiến hành là so sánh những cái f này lại với nhau đúng không ạ đấy việc cái tính f này thì tốt nhất là các em sử dụng máy tính chúng ta tính đúng không ạ hoặc là thầy thấy nó cũng khá là đơn giản thì các em có thể dùng tay các em tính được đúng không ạ nhưng mà các em tính phải cho cẩn thận nhé bước nào cũng thế đúng không ạ chúng ta làm việc với cả những cái bài toán mà có biến đổi đại số thì là chúng ta phải làm cẩn thận thì mới ra được kết quả đúng nếu mà chúng ta sai từng một bước thôi là chúng ta đã hỏng cả cái bài hỏng cả cái bài toán rồi các em nhé rồi thế như vậy là chúng ta có ép tại căn 2 này có ép tại chữ uh, trừ căn 2 này và có F tại 1 thế như vậy là nhìn từ đây là các em sẽ suy ra là cái mắc của nó chính là bằng căn 2 đạt được khi nó bằng F tại gì đây tại một và min của nó là bằng cái gì đây trừ căn 2 đạt được khi là à, thầy xin lỗi min của nó là bằng 1 trừ căn 2 trên căn 3 đạt được khi x bằng trừ căn 2 thế như vậy là cái m lớn mà cộng với căn 3 m nhỏ thì nó sẽ bằng gì đây bằng 1 đúng ạ đó thế như vậy là chúng ta sẽ chọn phương án là phương án C vậy là cái bài toán này chúng ta rút ra một cái kết luận là khi mà chúng ta đặt được ẩn phụ đặc biệt là đối với những cái bài toán mà nó có liên quan đến hàm số lượng giác thì các em hãy đặt ẩn phụ cho nó nhé chúng ta hãy đặt ẩn phụ để chúng ta đưa một cái bài toán rất là phức tạp trở về một cái bài toán đơn giản hơn và tất nhiên là trong cái quá trình mà chúng ta làm chúng ta đòi hỏi là phải tính toán cẩn thận thì các em mới ra được kết quả đúng nhé à, chúng ta có cái ví dụ số 8 các em nhé cái câu số 8 này là đề bài yêu cầu là tìm cái giá trị lớn nhất của cái hàm số này fx nó bằng 2 cộng 4 căn bằng 2 của 4 chữ x bình cộng x bình nhân với 4 chữ x bình và cộng 4x cộng 2017 đúng không ạ đấy và cái giá trị lớn nhất này là nó nằm trong cái khoảng nào ở dưới đây thì các em thấy là đề bài cho những cái khoảng rất là sát nhau đúng không ạ? Thì là đối với câu này thì các em chắc chắn là chúng ta phải sử dụng cái phương pháp đạt thần phụ rồi, đúng không ạ? Thế tuy nhiên là chúng ta đặt như thế nào để chúng ta có thể biểu diễn được hoàn toàn cái hàm Fx theo cái ẩn phụ đấy thì nó mới là cái vấn đề, đúng không ạ? Thì đối với câu này thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ à, đầu tiên là chúng ta tìm tập xác định trước bởi vì là cái 4 chữ x bình này nó phải lớn hơn bằng không đúng không ạ? Thế cho nên là cái tập xác định D của nó sẽ phải chạy ở trong cái đoạn là từ âm 2 cho đến 2. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhìn thấy căn là chúng ta điều kiện cái căn nó nó bằng 0. Thế cho nên là bây giờ là thầy sẽ tiến hành là biến đổi cái anh em x một chút thì nó thành là x bình nhân với 4 chữ x bình, thầy đảo ngược lên, đúng không ạ? Cộng với 2x nhân với căn bậc 2 của 4 chữ gì đây? x bình. Tức là chỗ này là thầy sẽ tách cái chỗ này này thành 2x nhân căn bậc 2 của 4 chữ x bình. Và Chỗ này là 4 nhân căn bậc 2 của 4 chữ x bình cộng 4x thầy nhóm vào một chỗ, đúng không ạ? Đặt 4 ra ngoài bên trong còn x cộng với căn bậc 2 của 4 chữ x bình và cộng với 2007, đúng không ạ? Thế thì như thế là bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ đặt cái t nó sẽ bằng là x cộng căn bậc 2 của 4 chữ x bình thì chúng ta sẽ biểu diễn được những cái anh này theo cái anh t đấy các em nhé. Đấy, thầy sẽ đặt là t bằng x cộng căn bậc 2 của 4 chữ x bình. Thì lát nữa là thầy sẽ tiến hành là thầy sẽ biểu diễn cái anh fx này hoàn toàn là theo anh t. Thế tuy nhiên là bây giờ thì chúng ta cần phải tìm cái điều kiện của T khi mà x nằm ở trong cái đoạn từ âm 2 cho đến 2 thì cái anh T này nó nằm ở trong cái đoạn nào? Đúng ạ. Đấy, thì chúng ta phải xét cái hàm số y nó bằng x cộng căn bậc 2 của 4 x bình để chúng ta tìm ra ra cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất của cái hàm này trong cái đoạn từ âm 2 đến 2 thì đấy chính là cái khoảng chạy của T, đúng ạ? Rồi, thì uh, các em sẽ có luôn là t phải nó bằng là một trừ đi x trên căn bậc hai của bốn trừ x bình đúng không ạ chúng ta giải cái phương trình t phải bằng không tức là bây giờ là chúng ta giống như là một cái bài toán mà chúng ta tìm cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất của cái hạn này trên cái đoạn là từ trừ hai đến hai đúng không ạ thì chúng ta sẽ có là cái chúng ta sẽ giải ra được là cái x lớn nó bằng không này đây căn bậc hai của bốn trừ x bình bằng x này đấy thì là x phải lớn nó bằng không sau đó chúng ta bình phương hai vế đó là bốn trừ x bình bằng x bình đúng không ạ hay là chúng ta giải ra được là x nó bằng căn gì đây? Căn 2. Ở đây là x bằng cộng trừ căn 2 nhưng mà x lớn nó bằng 0 thì đâm ra nó chỉ bằng căn gì thôi. Căn 2 thôi. Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tính là cái t tại âm 2 này. Tính t tại căn 2 này và tính t tại 2. Đúng không ạ? Đấy, t bằng âm 2 thì chúng ta thay âm 2 vào đây. Thì chúng ta được là âm 2 này. T tại căn 2 chúng ta thay căn 2 này vào đây. Thì là chúng ta được 2 căn 2. Và t tại 2 cũng tương tự đúng không ạ? Thì là chúng ta bằng 2. Như vậy là chúng ta thấy là cái giá trị nhỏ nhất của nó là âm -2 và giá trị lớn nhất của nó là 2 căn 2, đúng không ạ? Thế như vậy là T của chúng ta sẽ thuộc cái khoảng là từ trừ -2 cho đến 2 căn 2. Đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta đã tìm ra được cái khoảng xác định của T rồi, đúng không ạ? T chúng ta đã biết nó chạy ở trong cái khoảng cái đoạn nào rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta biểu diễn cái f(x) này nó theo T đúng ạ? Thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành là bình phương hai vế ngay này lên. Thì để chúng ta xem là cái kết quả nó như thế nào các em nhé. Rồi, thầy sẽ tiến hành là chúng ta bình phương hai vế thì là chúng ta sẽ có là t bình phương nó sẽ bằng 4 cộng với 2x nhân với căn bậc 2 của 4 chữ x bình nhé. Thế từ đó là chúng ta sẽ có là x nhân với căn bậc 2 của 4 chữ x bình đúng không ạ? Thì các em rút ra nó chính là t bình trừ 4 chia cho gì đây? Chia cho 2 bằng cách chúng ta biến đổi tương đương nhé. Và chúng ta lại tiến hành bình phương một lần nữa thì nó sẽ là x bình nhân với 4 chữ x bình nó sẽ bằng là t bình trừ 4 chia cho 2 lại tất cả gì đây bình phương đúng không ạ đó thì à, rõ ràng đến đây là các em đã hoàn toàn chúng ta đã biểu diễn được hết toàn bộ cái anh f và t bởi vì là x bình nhân 4 chữ x bình chúng ta biểu diễn được theo t này x nhân căn bậc 2 của 4 chữ x bình chúng ta biểu diễn được theo t thế như vậy là cái f và t này của chúng ta nó sẽ trở thành là t bình trừ 4 chia cho 2 tất cả bình phương cộng t bình trừ đi 4 cộng 4t đúng không à. ạ? Cộng 2017. Tức là bài toán lúc này chúng ta sẽ quy trở thành tìm giá trị lớn nhất của cái hàm này trên cái đoạn là trừ 2 cho đến 2 căn -2, 2. Cái đoạn này là vừa nãy chúng ta đã xét cái hàm số chúng ta tìm ra, đúng không à. ạ? Thế bây giờ là chúng ta lại trở về một cái bài toán rất là bình thường, đúng không à. ạ? Bây giờ các em lại đạo hàm tiếp cái anh g.t nhá. Thì nó sẽ ra kết quả là như thế này. 2 nhân với t bình trừ 1 trên 2 cộng với gì đấy? Thì anh nhân với t bởi vì là có t bình đạo hàm thì nó là 2t rồi. Cộng với cả 2t và cộng 4, đúng không ạ? Thì chúng ta rút gọn đi nó là t t mũ 3 trừ 2t cộng 4, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ xét cái phương trình là g phải t bằng 0. Đấy, thì tương đương với cả t mũ 3 trừ 2t cộng 4 bằng 0. Thì các em sẽ lấy máy tính cầm tay chúng ta bấm ra có một nghiệm duy nhất đó là t bằng âm 2. Như vậy là cái t bằng âm 2 này nó cũng nằm ở trên cái đoạn này, đúng không ạ? Trừ 2 cho đến 2 căn 2. Bây giờ chúng ta sẽ tính là f g tại trừ hai và g tại hai căn gì đây hai căn hai đúng không ạ đấy chúng ta tính g tại trừ hai và g tại hai căn hai sau đó thì chúng ta so sánh hai cái giá trị này lại với nhau thì chúng ta thấy là à giá trị nhỏ nhất đây và giá trị gì lớn nhất ở đây đúng không ạ thế như vậy là giá trị lớn nhất nó bằng hai 2015 mười tám hai năm cộng tám căn hai nó sẽ nằm ở trong cái đoạn từ thuộc cái khoảng từ hai hai cho đến hai nghìn hai tám đạt được tại x bằng gì đây x bằng À, tại t bằng hai căn hai đúng không ạ t bằng hai căn hai thì các em sẽ luận ngược lại đó là x nó sẽ bằng gì đây căn hai nhé đấy ở đây là t đấy, còn ở đây là chúng ta sẽ có là gì đây x thì vừa nãy là t muốn bằng hai căn hai thì x nó phải bằng căn gì căn hai thế như vậy là chúng ta sẽ chọn được phương án đó là phương án b thì đây là một cái câu đặt ẩn phụ khá là hay đúng không ạ thì là các em hãy theo dõi kỹ cái cách làm đúng không ạ? Tức là cái mô típ của nó thì nó cũng giống như những bài đặt ẩn phụ khác thôi. Thế tuy nhiên là cái bài toán này thì nó khó ở cái đó chính là cách mà chúng ta nhìn ra cái đặt ẩn phụ đúng không ạ? Chúng ta biết là đặt cái anh nào là ẩn phụ đúng không ạ? Đấy T nó bằng cái gì nó là ẩn phụ và chúng ta phải biến đổi được cái GT theo cái G cái x theo cái hàm mà chỉ có T thôi, đúng không ạ? Nó khó là khó ở cái chỗ này. Các em nhé. bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 9 cũng là câu cuối cùng ở trong cái bài giảng số 1 này đây là một cái câu là khá là nhẹ nhàng các em nhé ở đây là thầy có là tính tổng của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của cái hàm số y bằng code x trừ 2 phần 3 cos mũ 3 của x à, trên cái đoạn từ 0 cho đến pi đúng không ạ thế thì cái bài toán này thì chắc chắn là chúng ta sẽ đặt cái t bằng cos x rồi Đấy, rất là đơn giản đúng không ạ y nó sẽ bằng t trừ 2 phần 3 t mũ 3 rồi Đấy. thì là các em sẽ có là đặt t bằng code x thì là trong cái đoạn từ 0 cho đến pi này thì là t nó sẽ chạy từ âm 1 cho đến 1 đúng không ạ? Đấy. đấy. các em thấy là x mà trong cái đoạn từ 0 đến pi thì rõ ràng là t nó sẽ là từ âm 1 cho đến gì đây đến một đúng không thế khi đó là nó sẽ trở thành là gt nó bằng t trừ hai phần ba t mũ ba thì đây là một cái hàm rất là đơn giản chúng ta tìm cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm kia ở trên cái đoạn này đúng không ạ thì chúng ta sẽ tính là cái g phải t nó sẽ bằng là một trừ đi hai t bình đúng không ạ đấy thế y phải bằng không khi uh, tương đương với một trừ hai t bình bằng không và điều kiện là t ở trong cái đoạn này thì dẫn đến là t bằng căn 2 trên 2 hoặc t bằng trừ căn 2 trên 2 đúng không ạ thế thì à, uh, chúng ta sẽ có chúng bây giờ chúng ta sẽ tính là cái t tại gì đấy y y tại âm 1 này y tại 1 này y tại căn 2 trên 2 và y tại trừ căn 2 trên 2 chúng ta sẽ tính lên bốn giá trị đúng không ạ tất cả bốn giá trị này sau đó là chúng ta sẽ so sánh bốn hình này lại với nhau thì chúng ta thấy là à cái mắc của nó nó chính là căn 2 trên gì trên 3 đúng không ạ và cái min của nó nó chính là trừ căn 2 trên 2 trừ căn 2 trên 3 và nó đạt được mắc đạt được tại căn 2 trên 2 và min đạt được tại trừ căn 2 trên gì trên 2 đúng không ạ Thế từ đó là à, uh, chúng ta sẽ có là mắc của y nó sẽ bằng căn 2 chia cho gì đấy chia cho 3 đạt được khi cái t nó bằng căn 2 trên 2 hay là x nó bằng pi trên gì pi trên 4 tương tự như vậy chúng ta có là min nó sẽ bằng là trừ căn 2 trên 3 đạt được khi t bằng cos x là bằng trừ căn 2 trên 2 thì khi đó là x chỉ có thể là bằng pi trên 4 thôi kém nhé đó như vậy là tổng nó sẽ bằng là gì đây bằng không đúng không ạ đấy rồi thế đây là một cái nhận xét thôi nếu như mà cái x mà nằm ở trong cái đoạn từ 0 đến pi suy ra là cái pi chữ x cũng nằm trong đoạn cái không đến pi và f của pi trừ x nó sẽ bằng là trừ của f gì đây trừ của fx đúng không ạ do đó nếu hàm đạt giá trị lớn nhất tại x0 thì sẽ đạt giá trị nhỏ nhất tại pi trừ x0 và sẽ giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hai hàm của hàm, của cái hàm này nó là hai cái số đối nhau. Thế tức là nó giống như là cái bài toán ở trên này chúng ta áp dụng này. Khi mà cái hàm số mà đạt được cái giá trị à, lớn nhất tại pi trên 4 thì nó sẽ đạt cái giá trị nhỏ nhất tại gì đây? pi trừ pi trên 4 tức là 3 pi trên gì? 3 pi trên 4. Đúng ạ. Và hai cái giá trị này nó là hai cái số đối nhau cho nên là tổng của chúng nó sẽ bằng 0 thì các em nhớ cái lý thuyết này ra thầy thì là một số những cái bài toán sau này là chúng ta sẽ ứng dụng cái lý thuyết này vào các em nhé đấy nếu như mà x mà trong cái đoạn từ 0 đến pi pi trừ x thì nó cũng sẽ thuộc cái đoạn từ 0 đến pi thôi và f của pi trừ x nó bằng trừ fx đấy, trong trường hợp này thì cái hàm cốt thì là f của uh, cốt của pi trừ x thì nó sẽ bằng là trừ cốt x rồi đúng không ạ thì chúng ta sẽ có được cái điều này nhé rồi tổng của chúng bằng không như vậy là chúng ta sẽ chọn phương án này phương án C các em nhé. Thế như vậy là hôm nay là chúng ta đã kết thúc cái loạt bài đầu tiên liên quan đến phần giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Thế như vậy là tự chung lại là chúng ta sẽ có cái các cái bước nào mà ở trong cái quá trình mà thầy giải bài tập hướng dẫn cho các em mà thầy đã nói rất là kỹ. Thầy chỉ có những cái bài mà nó có liên quan đến cái phần mà giá trị lớn nhất nhỏ nhất mà chúng ta dùng với phương pháp đại phụ đấy thì chúng ta phải quan tâm nhiều hơn các em nhé. Thì là thầy xin kết thúc cái video bài giảng ngày hôm nay tại đây. Xin chào các em. Thầy xin được chào tất cả các em Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài tập liên quan đến phần giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số Thì Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang cái bài số 2 là chúng ta sẽ làm việc với hàm số n các em nhé Thì ngay bây giờ là chúng ta sẽ vào cái nội dung chi tiết của bài giảng đầu tiên là thầy sẽ cho các em một cái ví dụ số 1 để chúng ta nhắc lại cái phương pháp chúng ta tìm cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một cái hàm số trước khi mà chúng ta vào ở trực tiếp những cái bài tập mà liên quan đến hàm số n các em nhé à, uh, thầy có là một cái biểu thức S nó bằng 1 trên logarit cơ số AB của A cộng 1 trên logarit cơ số 4 của căn bậc 2 của AB của B đấy thì đề bài yêu cầu là uh, cái uh, cái giá trị nhỏ nhất của cái anh này bằng bao nhiêu biết rằng là cái AB nó đều lớn hơn một đúng không ạ thì cái bài này thì chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp đó là đặt ẩn phụ rồi các em nhé chắc chắn chúng ta sẽ đạt ấn phụ thế tuy nhiên là chúng ta đặt như thế nào thì trước khi mà chúng ta đặt thì chúng ta chuẩn biến đổi một chút ở đây là một trên logarit cơ số ab của a thì thầy sẽ tách thành là à, nó là logarit cơ số a của ab và tương tự như vậy đây nó sẽ là logarit cơ số b của căn bậc 4 của ab tức là một chia logarit cơ số ab của a thì nó sẽ bằng là logarit cơ số a của ab đấy thì khi đó là cái s này đấy nó chính là bằng logarit cơ số a của ab này cộng với cả logarit cơ số b của căn bậc 4 của ab đúng không ạ? Thì à chúng ta sẽ có chúng ta sẽ tách ra nó sẽ là 1 cộng logarit cơ số a của b. Chỗ này là căn bậc 4 thì chúng ta chuyển sang thành 1/4 logarit cơ số b của gì? của a cộng với 1. Thì à chúng ta chuyển à, tiến hành rút gọn thì nó sẽ thành logarit cơ số a của b cộng 1/4 logarit cơ số a của b và cộng 5/4 đúng không ạ? Đến đây là các em sẽ đặt ngay là cái x nó bằng logarit cơ số a của b. Thì khi đó là cái biểu thức à, à, S của chúng ta nó sẽ bằng gì đây à, Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm cái điều kiện của cái x này trước nhé Bởi vì AB lớn hơn 1 cho nên là x phải lớn hơn 0 Thì khi đó là cái S này của chúng ta nó sẽ bằng là x Cộng với cả 1 trên 4x và cộng với 5 phần 4 Đúng không ạ? Đây chính là cái anh S của chúng ta đây là x này, cộng 1 chia 4x và cộng 5 phần 4 Và bởi vì là AB lớn hơn 1 cho nên là x nó sẽ lớn hơn gì? Lớn hơn 0 Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái giá trị nhỏ nhất của cái anh này đúng không ạ với cái x lớn hơn không thì chúng ta sẽ có hai cách nào cách thứ nhất là nếu mà bạn nào mà biết sử dụng bất đẳng thức cosi đấy, thì là các bạn sẽ dùng bất đẳng thức cosi cho hai số dương này luôn đúng không ạ đấy thì là chúng ta sẽ sử dụng ngay bất đẳng thức cosi cho x với cả 1 phần 4 x thì các em sẽ có ngay là s nó sẽ lớn bằng hai căn bậc hai của x nhân 1 trên bốn x và cộng 5 phần tư đúng không ạ chúng ta áp dụng bất đẳng thức cho hai số này đấy thì nó sẽ bằng gì đây cái này cái này hết rồi nó chỉ còn là cái này là một cộng với cả à, 5 phần 4 nó là 9 phần đúng không ạ cái dấu bằng nó xảy ra đấy khi cái x nó bằng 1 trên 4 x đúng không ạ và x lớn hơn không từ đó là các em giải ra được là x nó sẽ bằng 1 phần 2 nhé thế cách số 2 là à, chúng ta sẽ gì đây chúng ta sẽ xét à, cái hàm số fx nó bằng x cộng 1 trên 4 x cộng 5 phần 4 trên cái đoạn từ 0 đến dương vô cục đúng không ạ thì nó cũng sẽ ra thôi các em tính f phải x này nó bằng 4x bình trừ 1 trên 4x bình các em tính f x bằng 0 tức là giải cái phương trình này bằng 0 thì là x nó uh, bằng là uh, âm 1 phần 2 thì nó không nằm ở trong cái đoạn từ 0 đến dương vô cùng thì các em loại thế còn là x bằng 1 phần 2 trong cái đoạn từ 0 đến dương vô cùng thì là chúng ta sẽ nhận từ đó là chúng ta sẽ có một cái bảng biến thiên là từ 0 đến 1 phần 2 và đến gì dương vô cùng ở đây nó là dấu âm và ở đây nó là dấu dương đúng không ạ trong trái ngoài cùng và thì từ 1 phần 2 đến dương vô cùng nó phải mang dấu dương như vậy là các em sẽ thấy là ở không thì nó là dương vô cùng ở 1 phần 2 nó là 9 phần 4 và ở dương vô cùng nó cũng là gì dương vô cùng cái này là các em sẽ tính giới hạn nhé thì từ nhìn từ cái từ cái bảng biến thiên này là chúng ta sẽ suy ra được là cái giá trị nhỏ nhất của nó chính là 9 phần 4 và đạt được khi cái x là bằng 1 phần 2 hay là logarit no cơ số a của b bằng 1 phần 2 từ đó là chúng ta sẽ có là b bằng căn bằng 2 của a thế như vậy là các em thấy là ở trong cái bài toán này là chúng ta à, có hai cái cách làm bởi vì là cái phần này là cái bất đẳng thức oxy thì nó tương đối là đơn giản cho nên nếu mà bạn nào làm được à, sử dụng bất đẳng thức oxy thì nó sẽ nhanh hơn thế còn nếu mà không thì các em vẫn cứ làm theo một cái cách bình thường đúng ạ chúng ta vẫn tính cái f phải giải cái phương trình f phải bằng 0. Đúng không đúng ạ rồi là chúng ta tính cái giới hạn x tiến dần đến không x tiến dần đến vô cùng và f tại 1 phần hai từ đó chúng ta kết luận được là à cái giá trị nhỏ nhất của nó chính là chín phần tư các em nhé đấy chính là cái À, cách làm một cái bài mà giá trị lớn nhất nhỏ nhất điển hình mà có sử dụng cái phương pháp đạt ẩn phụ thì bây giờ là chúng ta sẽ chuyển sang cái dạng bài tập mà nó liên quan đến cái hàm số n các em nhé rồi à, thầy có một cái hàm số là y nó bằng là chữ x mũ 3 cộng n bình trừ đi mà ngoài n bình cộng m cộng 1 đóng hoặc nhân x đúng không ạ gọi s là tập hợp các giá trị của tham số m sao ra giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn từ âm 1 đến 1 nó bằng âm 6 đúng không ạ đấy thì là hãy tính tổng các phần tử của s đúng không ạ đấy để bài yêu cầu là tìm cái giá trị của anh m này này để sao cho cái giá trị nhỏ nhất của hàm số này nó bằng âm 6. và yêu cầu là tính tổng các phần tử của s thế như vậy là cái bài này chắc chắn các em phải làm tự luận rồi chúng ta không thể nào sử dụng máy tính được ở trong cái câu này bởi vì là chúng ta không biết là có bao nhiêu giá trị của m và chúng ta cũng chẳng biết là nó bằng bao nhiêu để chúng ta à, cộng lại đúng không ạ thế cho như vậy là À, những cái bài toán này là những cái bài toán mà chống sử dụng máy tính thì cái cách làm của chúng ta thì là chúng ta sẽ làm như sau thì các em để ý này đầu tiên là chúng ta sẽ có cái y phẩy em nhé chúng ta sẽ có cái y phẩy nó bằng cái này rồi đúng không ạ rất là đơn giản đúng không ạ chúng ta đạo hàm cái hàm này ra rồi sau đó là các em sẽ có là cái anh delta phẩy đúng không ạ nó bằng trừ hai m bình trừ ba m trừ ba đấy delta phẩy của cái anh của cái anh y phẩy đây này đúng không à, ạ delta phẩy của anh y phẩy thì các em sẽ thấy là à cái anh này nó luôn nhỏ hơn không với mọi cái giá trị của m thuộc r tức là à, chúng ta đến đây là chúng ta phải giải được cái phương trình y phẩy bằng không xem nó có nghiệm là bao nhiêu thì chúng ta mới biết là cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất trên cái đoạn từ âm một đến một nó như thế nào bao giờ là chúng ta cũng có một cái mô típ là đạo hàm y phẩy sau đó là chúng ta phải xét cái phương trình y phẩy bằng không thế tuy nhiên là chúng ta có cái delta phẩy nó nhỏ hơn không với mọi m thuộc r đúng không à, ạ nó bằng cái số này nó nhỏ hơn không rồi thế cho nên là cho nên là chúng ta sẽ suy ra là cái y phẩy này này nó luôn âm em nhé Delta ta phải nhỏ không thì là cái thằng cái dấu của thằng y phẩy này này nó sẽ trùng dấu với cả hệ số của x bình phương tức là nó sẽ bị âm suy ra là y phẩy nó nhỏ không với mọi cái giá trị của x thuộc r luôn đúng không ạ thuộc r mà x thuộc r mà y phẩy âm thì rõ ràng là x mà trong cái đoạn từ âm 1 đến 1 thì nó cũng sẽ làm cho cái anh y phẩy của chúng ta nó sẽ bị gì đây? bị âm đúng không ạ đấy thế như vậy là À, chúng ta có kết luận là y phải nhỏ hơn không với mọi x thuộc cái đoạn này từ đó là cái hàm này của chúng ta nó phải là một cái hàm nghịch biến Thế em nhé nó là một cái hàm nghịch biến ở trên cái đoạn từ âm một đến một mà chính xác nó là nghịch biến trên r đúng không ạ cho nên là à, cái giá trị nhỏ nhất của nó đấy ở trên cái đoạn từ âm 1 đến 1 nó chính là y tại 1. Đúng không ạ? Nó chính là y tại 1. Bởi vì nó nghịch biến cho nên là tại cái x lớn thì nó lại càng nhỏ đúng không ạ? Thế cho nên là các em sẽ thay uh, y tại một vào đây, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thay x bằng một vào đây và đề bài yêu cầu nó bằng âm gì đây? Âm 6 Thế cho nên là chúng ta sẽ có uh, cái phương trình đó là trừ hai trừ m bình nó bằng âm 6 Đấy, các em thay y tại một vào đây, đúng không ạ? Thì y x bằng một thì y nó sẽ bằng là trừ hai trừ m bình như vậy là trừ hai trừ m bình bằng âm sáu hay là nm= bằng hai hoặc là n bằng âm hai như vậy là tổng của hai thằng này nó sẽ bằng gì đây bằng không từ đó là chúng ta chọn phương án là phương án này đúng không thế như vậy là đây là một cái bài mà chứa tham số n nhưng mà tuy nhiên là chúng ta luận ra được là cái delta phẩy nó nhỏ hơn không thì là cái bài toán của chúng ta nó sẽ dễ hơn chúng ta sẽ không phải xét quá nhiều trường hợp kèm nhé chúng ta sẽ biết luôn là a à, cái min của nó chắc chắn nó sẽ đạt được tại một đúng không ạ thì có những cái bài mà chúng ta không kết luận được cái delta phẩy nó lớn hơn không hay nhỏ hơn không thì buộc lòng chúng ta phải À, chia thành những cái trường hợp nhỏ hơn để chúng ta làm nhé thì lát nữa thôi là các em sẽ gặp những cái dạng bài tập như thế đấy thì còn trong cái bài này thì chúng ta kết luận được là nó là cái hàng nghịch biến đâm ra là cái giá trị nhỏ nhất của nó sẽ đạt được là tại x bằng một đúng không ạ đấy đạt được tại x bằng một thì chúng ta sẽ tính ra được là cái y tại một theo nm và đề bài yêu cầu bằng âm sáu thì các em cho nó bằng âm sáu đúng không ạ chúng ta giải ra được nm và chúng ta có đáp án nhé À, bây giờ chúng ta sẽ đến câu số 3 Cũng là một câu mà liên quan đến tham số m các em nhé Ở đây là thầy có một cái hàm này y bằng sin x cộng n bình Chia cho sin x 2 Đúng không ạ? Thế bây giờ cái giá trị của n thuộc khoảng nào? Sau đây thì hàm số đạt giá trị lớn nhất là âm 1 Đúng không ạ? Đấy, đây bài yêu cầu này n thuộc cái khoảng nào thì cái giá trị lớn nhất của nó là âm 1 Thì trước khi mà các em xem thầy giải thì là các em hãy thử tự làm trước nhé thì khi đấy là chúng ta sẽ vỡ ra được nhiều cái vấn đề hơn rồi bây giờ chúng ta bắt đầu này à, đối với cái bài toán này thì là chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp là đặt hàm phụ đấy chúng ta sẽ đặt cái sin x này nó bằng t các em nhé chắc chắn chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ rồi thì các em sẽ đặt ngay t bằng sin x mà t nó sẽ thuộc cái đoạn từ âm một đến một thì khi đó là cái hàm số này của chúng ta nó sẽ trở thành là t cộng SM bình chia cho t trừ gì t trừ hai đúng không ạ y nó sẽ bằng t cộng m bình trên t trừ hai từ đó là các em sẽ tính ra được là cái y phẩy nó theo cái công thức tính đạo hàm nhanh nó là bằng trừ hai tức là ac trừ bd đúng không ạ thì nó là trừ hai trừ m bình phương trên t cộng hai tất cả bình và các em thấy rằng là à cái mẫu này nó luôn dương rồi đúng ạ thế còn cái tử này là nó là số âm dẫn đến là cái y phẩy này nó sẽ nhỏ hơn không với mọi cái giá trị của t nằm ở trong cái đoạn từ âm một đến một mà chính xác là với mọi t nằm trong cái tập xác định đúng không ạ? Thế tuy nhiên là ở đây là chúng ta chỉ xét từ âm 1 đến 1 thôi thì chúng ta kết luận được là à cái anh này nhỏ hơn không với mọi t trong cái đoạn từ âm 1 đến 1. Đúng không ạ? Trừ 2 trừ m bình chắc chắn nhỏ hơn không rồi. Thế uh, cho nên là cái hàm này nó cũng là một cái hàm nghịch biến ở trong cái đoạn là từ âm 1 đến 1. Vậy là cái giá trị lớn nhất của nó sẽ đạt được tại t bằng gì đây? Âm 1 các em nhé. Đó, hàm số nghịch biến nên giá trị lớn nhất nó sẽ đạt được tại là âm 1 thì các em nhiệm vụ của các em là các em sẽ thay cái âm 1 vào đây đúng không ạ thì à, cái y này nó sẽ bằng là âm 1 cộng m bình chia cho âm 3 và đề bài yêu cầu nó là âm 1 thì là các em sẽ cho âm 1 cộng m bình trên âm 3 bằng âm 1 từ đó là các em sẽ giải ra được là m bằng cộng chữ 2 đúng không ạ thế như vậy là sau đó là các em sẽ à, chọn đáp án thì cái đáp án m bằng cộng chữ 2 nó sẽ là nằm ở trong à, cái khoảng là phương án B các em nhé từ âm 4 cho đến 3 như vậy này chúng ta sẽ chọn phương án là phương án B đúng không ạ? À, bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 3 này, các em nhé. Câu số 3 là đề bài hỏi là có bao nhiêu giá trị của M để giá trị nhỏ nhất của hàm số fx nó bằng trị tuyệt đối của e mũ 2x trừ đi 4 nhân e mũ x cộng m trên cái đoạn từ 0 đến e của 4 nó bằng 6. Thì vừa nãy hai cái bài toán trước là chúng ta đều thấy là cái y phẩy nó nhỏ hơn 0 chúng ta kết luận được y nó nhỏ hơn không tức là chúng ta kết luận được cái tính đồng biến và nghịch biến của hàm số để chúng ta biết chắc rằng là à nó sẽ đạt được cái giá trị lớn nhất hoặc là cái giá trị nhỏ nhất tại cái điểm nào đúng không ạ thế tuy nhiên là trong cái bài toán này thì các em sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ không kết luận được cái hàm này nó đồng biến hay là nghịch biến từ đó là chúng ta sẽ phải chia ra những cái trường hợp để chúng ta tính các em nhé thì ngay bây giờ là thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái bài toán này Thế thì bây giờ là bài này chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp đạt ẩn phụ rồi các em sẽ đặt t bằng e mũ x cho thầy nhé thì khi mà cái x thuộc đoạn từ 0 đến nepe của 4 thì chúng ta sẽ biết được là cái t của chúng ta nó sẽ nằm ở trong cái đoạn từ 1 đến 4 đúng không ạ đấy bởi vì là x bằng 0 thì là t nó sẽ bằng 1 còn x bằng nepe của 4 thì t nó sẽ bằng gì đây e mũ nepe của 4 thì bằng 4 rồi đúng không ạ rồi thế từ đó là thầy sẽ xét cái hàm ở bên trong này thôi đúng không ạ? Thầy chỉ xét cái hàm bên trong. Tức là các em lưu ý một cái nguyên tắc khi các em tìm cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm trừ dấu trị tuyệt đối thì đầu tiên là các em sẽ tìm cái hàm à, bên trong cái dấu trị tuyệt đối trước cho thầy nhé. Sau đó là chúng ta sẽ từ cái hàm bên trong dấu trị tuyệt đối chúng ta sẽ suy ra cái hàm à, bên ngoài đúng không ạ? Chúng ta sẽ suy ra cái hàm fx. Tức là thì khi đó là thầy sẽ có cái gx này nó sẽ bằng là t bình này trừ đi 4t cộng m với t là nằm trong cái đoạn từ 1 đến 4 đúng không ạ? Rồi bây giờ thầy sẽ tìm cái giá trị à lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của cái thằng Gt này, các em nhé. Thì à, thầy sẽ có là G phẩy T bằng 0. Đúng không ạ? Khi T bằng 2. Rồi, T bằng 2 rõ ràng là trong cái đoạn từ 1 đến 4. Bây giờ chúng ta sẽ tính G tại 1, G tại 2 và G tại gì đây? G tại 4, đúng không ạ? G tại 1 thì bằng m 3. Các em thay 1 vào đây. G tại 2 các em thay 2 vào đây và G tại 4 các em thay 4 vào đây, đúng không ạ? Thế tuy nhiên là ở đây này, các em thấy này rõ ràng là cái g t chúng ta không biết là nó dương hay nó âm ở trên cái khoảng mà nó xác định đúng không ạ? Không giống như những bài toán trước. Đến đây là chúng ta đã biết được là cái g t này nó âm hay nó dương rồi, đúng không ạ? Đấy là chúng ta đã biết chắc là à nó sẽ đạt giá trị lớn nhất tại điểm nào hoặc là giá trị nhỏ nhất tại điểm nào. Thế tuy nhiên ở trong bài này, trong ba cái số này chúng ta không biết là anh nào là lớn nhất, anh nào là nhỏ nhất, đúng không ạ? Đấy các em thấy này. Ở đây thầy không kết luận được âm hay dương này Xuống dưới đây thầy cũng chưa kết luận được đâu là lớn nhất, đâu là nhỏ nhất Cho nên là chúng ta phải chia trường hợp ra để chúng ta xét nhé yeah. Rồi, thì đến đây rồi thì chúng ta sẽ suy lại cái hàm fx Đúng không ạ? Suy ra là cái giá trị lớn nhỏ nhất của fx trên cái đoạn từ 0 đến ev của 4 Nó sẽ là à, hoặc là một trong ba cái số này Đúng không ạ? Nó sẽ là một trong ba cái số này Tuy nhiên là chúng ta chưa biết là cái số nào cho nên là chúng ta cứ liệt kê ra ở đây Thế các em lưu ý đây là m 3 này Đây là m 4 này và đây là gì đây chỉ tuyệt đối của m nhé đó thì bây giờ là chúng ta sẽ xét từng trường hợp một đúng không ạ đấy chúng ta sẽ cho là cái trị tuyệt đối của m 3 này nó bằng gì bằng sáu chúng ta sẽ cho trị tuyệt đối của m 4 bằng sáu và chúng ta sẽ cho trị tuyệt đối của m bằng sáu để xem là à nó có phải là cái giá trị nhỏ chúng ta giải ra m xong thì chúng ta xem là giá trị nhỏ nhất lúc này của nó có phải là bằng sáu hay không nhé đó rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ xét cái trường hợp đầu tiên là trị tuyệt đối của m 4 bằng 6 thì khi đó là cái các em sẽ giải ra là m 4 bằng 6 hoặc m 4 bằng âm gì âm 6 nếu mà m 4 bằng 6 thì là dẫn đến m bằng 10 m 4 bằng âm 6 là m bằng âm 2 thì khi đó là các em lại thay ngược trở lại chính cái anh này đấy chúng ta lại thay ngược trở lại ví dụ như là m bằng 10 thì đây nó sẽ là trị tuyệt đối của gì đây à, của 7 này trị tuyệt đối của 6 và trị tuyệt đối của gì của 10 đúng không ạ như vậy nó là 7 6 và gì đây và 10 thế tương tự như vậy M bằng âm 2 thì chúng ta có là 5, 6 và gì 2 chúng ta lại thay ngược trở lại thế như vậy là các em thấy là rõ ràng là M bằng 10 thỏa mãn bởi vì giá trị nhỏ nhất ở đây nó bằng mấy đây bằng 6 thế chứ còn M bằng âm 2 đúng không à? ạ M bằng âm 2 thì giá trị nhỏ nhất ở đây của nó là bằng mấy đây bằng 2 thì chắc chắn nó sẽ không thỏa mãn rồi các em nhé đấy không, nó không phải bằng 6 nữa rồi mà lúc này nó sẽ phải bằng mấy bằng 2, như vậy là chúng ta sẽ nhận ngay là m bằng 10 thỏa mãn điều cầu phải toán, đúng ạ tương tự như vậy chúng ta sẽ xét là trị đối của m 3 bằng 6 thì các em cũng giải ra được là m bằng 9 hoặc là m bằng âm gì âm 3, nếu m bằng 9 thì cái bộ số a của chúng ta sẽ là 5, 6 và 9 tức là các em thay vào, Đấy, thay vào cái gì đây thay vào cái m chữ 3 này, m 4 và trị đối của m, đúng ạ chúng ta tiến hành chúng ta thay vào, thì À chúng ta thấy rằng là m bằng 3 thì là 5 6 và 9 như vậy giá trị nhỏ nhất của nó phải là 5, nó không thể nào là 6 được. Như vậy là chúng ta sẽ loại m bằng 9. Tương tự như vậy m bằng âm -3 chúng ta thay vào thì bộ số a của chúng ta là 7 6 và 3. Như vậy giá trị nhỏ nhất của nó phải là 3, không phải là 6. Như vậy là hai hai cái trường hợp m bằng 3 m bằng âm -3 và m bằng 9 chúng ta sẽ loại bỏ các em nhé. Thế, tương tự như vậy là chúng ta xét trị đối của m bằng 6 thì tương đương với m bằng 6 hoặc m bằng âm -6 các em lại thay vào thì cái bộ số tương ứng với m bằng 6 nó sẽ là 2, 3 và 6. Như vậy là cái giá trị nhỏ nhất của nó phải là 2 chứ không phải là 6. Như vậy là chúng ta sẽ loại nhé. Nếu mà m bằng âm 6 thì chúng ta sẽ có cái bộ số đó là 10, 9 và 6. Thế như vậy là m bằng âm 6 nó sẽ thỏa mãn Đúng không ạ? Thế như vậy là chúng ta sẽ kết luận cuối cùng là m bằng 10 và m bằng âm 6. Đấy. Rồi có hai giá trị của m nó sẽ thỏa mãn điều kiện bài toán. Như vậy là à, chúng ta sẽ chọn phương án ở đây đó là phương án D. Các em nhé. Thế như vậy là cái bài toán này của chúng ta đấy là chúng ta à, không kết luận được cái hàm đồng biến nghịch biến cho nên là chúng ta phải chia trường hợp ra chúng ta xét thế tuy nhiên là khi mà các em xét chúng ta giải ra được M rồi thì chúng ta lại phải gì đây so sánh chúng ta lại phải thay ngược trở lại à để xem nó có đúng là cái giá trị nhỏ nhất hay không nếu như mà đúng là giá trị nhỏ nhất đúng không ạ nhưng trong trường hợp này và cái trường hợp này thì chúng ta sẽ nhận thế còn những cái trường hợp còn lại thì là chúng ta sẽ gì đây chúng ta sẽ loại bỏ nó đi các em nhé à, chúng ta sẽ làm một câu số 4 các em nhé Câu số 4 này là thầy cho n m nó bằng logarit cơ số a của căn bậc 3 của AB với a lớn hơn 1 và b lớn hơn 1 và p nó bằng logarit cơ số a bình phương của b cộng 16 logarit cơ số b của a. Để p đạt giá trị nhỏ nhất thì giá trị của m nó thuộc cái khoảng nào sau đây. À, tức là chúng ta sẽ tìm cái quan hệ giữa a và b để cho p nó đạt giá trị nhỏ nhất đúng không ạ? Và từ cái quan hệ a và b đấy thì chúng ta sẽ sinh ra được cái anh nhân m nó bằng bao nhiêu. Để em nhé thì cái bài toán này là chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp đặt hàng phụ rồi đúng không ạ đấy thì là thầy sẽ tiến hành là à, chúng ta sẽ đặt cái à cái đầu tiên là chúng ta sẽ biến đổi trước nhé chúng ta biến đổi trước một chút là n ở đây nó sẽ bằng là gì đây 1 phần ba cái một cộng logarit cơ số a của b đúng không ạ và logarit cơ số a của b này bởi vì là cái a lớn hơn một b lớn hơn một cho nên là cái logarit cơ số a của b này nó sẽ lớn hơn không từ đó là thầy sẽ tiến hành là đặt t bằng logarit cơ số a của b thì điều kiện của chúng ta là t sẽ lớn hơn không em nhé. Thì các em sẽ có là cái p này nó sẽ bằng là logarit cơ số a của b bình phương cộng 16 trên logarit cơ số a của b bởi vì kia là logarit cơ số b của a thì nó sẽ bằng nghịch đảo là thành logarit cơ số a của b đúng không ạ? Thì khi đó là cái p này nó sẽ bằng là t bình cộng với cả 16t thì chúng ta sẽ áp dụng cái bất đẳng thức cosi vào đây hoặc là các em sẽ xét cái hàm số F và T nó bằng T bình cộng 16 trên T trên cái đoạn từ 0 đến dương vô cùng thì các em cũng sẽ tìm ra được cái giá trị nhỏ nhất thôi. Ở đây là thầy thấy nó, nó dùng bất đẳng thức cosi ở chỗ này nó ngắn gọn hơn cho nên là thầy dùng bất luôn bất đẳng thức cosi ở đây. Các em nhé, tất nhiên là các em vẫn có thể xét cái hàm số này. F và T nó bằng T bình cộng 16 T trên cái đoạn từ 0 đến dương vô cùng thì các em vẫn giải ra được một cách bình thường nhé. Thì cái này nó sẽ lớn nó bằng 3 căn bậc 3 của T bình nhân 8 trên T nhân 8 trên T đúng không ạ? Và nó sẽ bằng là gì? 12 Thế như vậy là giá trị nhỏ nhất của P bằng 12 Khi cái dấu bằng nó xảy ra khi T bình nó bằng 8 trên T Đúng không ạ? Hay là T nó bằng gì đây? Bằng 2 Em nhé Như vậy là nếu là T bằng 2 Thì là M à, nó sẽ bằng gì đây? À, các em thay vào đây nó là 1 phần 3 nhân 1 cộng gì? 1 cộng 2 Thì tức là nó sẽ bằng 1 Như vậy là các em sẽ chọn phương án là phương án B Nó sẽ nằm ở trong cái đoạn từ 1 đến 3 nó không thể nào nằm ở trong cái khoảng là từ 1 đến 3 hoặc là từ 1/2 đến 1 các em nhé Nó phải là từ âm 1 cho đến gì đây? Cho đến 3, đúng không ạ? Đó. Thế như vậy là cái bài này là chúng ta cũng sử dụng cái phương pháp đặt ẩn phụ thôi, đúng không ạ? Nó cũng tương đối đơn giản. Các em lưu ý là đến bước này, nếu bạn nào mà không biết dùng cái bất đẳng thức COSI thì các em lại xét cái hàm F(t) nó bằng t bình cộng 16 trên t với t lớn hơn không thì các em vẫn tìm ra được cái giá trị nhỏ nhất theo cái cách mà chúng ta đạo hàm bình thường nó vẫn là bằng gì đây? Bằng 12 khi t nó bằng 2 các em nhé. Thầy cho chúng ta cùng chuyển sang cái câu số 5 các em nhé. Ở cái câu số 5 này là thầy có cái m lớn và m nhỏ là được là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của cái hàm số fx ở trên bảng các em nhé. Trên cái đoạn là từ pi trên 12 cho đến pi trên 4. Khi đó là tính cái tỷ số m lớn trên m nhỏ nó sẽ thuộc cái khoảng nào sau đây? Thì là các em thấy là chúng ta có bốn khoảng ABCD đúng không ạ? thì đối với cái bài toán này đấy thì là chúng ta sẽ cần phải là tiến hành biến đổi cái uh, biểu thức f(x) này về dưới một cái dạng nào đó mà chúng ta có thể đặt được cái uh, ẩn phụ kem nhé này chúng ta sẽ đặt ở ẩn phụ đúng không ạ? là các em cùng theo dõi này uh, cái sin x cộng cos x mũ 4 thì là chúng ta sẽ đưa về là sin x cộng cos x bình phương Xong lại tất cả bình phương đúng không ạ? đấy thì là các em sẽ có là cái này nó sẽ bằng là 4 nhân với cả 1 cộng sin 2x bình phương cộng với 8 chia cho sin bình 2x đúng không ạ? Bởi vì là cái sin bình x nhân với cos bình x thì nó chính là cái sin bình 2x chia cho 4 đúng không ạ? Chúng ta sử dụng cái công thức đó là sin 2x nó bằng 2 sin x cos x thì nó ra là cái sin bình x cos bình x thì nó chính là sin bình 2x trên 4 thì là 2 nhân với 4 thì nó sẽ là 8. Thế còn cái sin x cộng cos x mũ 4 này thì các em khai triển ra À, nó là sin x cộng cos x bình phương xong lại tất cả bình mà sin x cộng cos x bình thì nó chính là bằng 1 cộng với sin 2 x đúng không ạ đấy chúng ta sử dụng cái công thức đó là sin bình cộng cos bình thì bằng một mà sin 2 x thì nó bằng hai lần sin x cos thì chúng ta sẽ ra được cái biểu tượng như thế này thì như vậy là chúng ta đã biến đổi được cái fx về dưới dạng là chỉ có sin 2 x thôi đúng không ạ Đến bây giờ là các em sẽ đặt cái sin 2x này bằng t cho thầy Và tất nhiên là khi chúng ta đặt sin 2x bằng t thì chúng ta sẽ cần phải tìm cái điều kiện của t, các em nhé. Thế thì ở đây là thầy đặt t bằng sin 2x, đúng không ạ? Mà cái x này theo cái điều kiện của đề bài là nó nằm ở trong cái khoảng từ pi trên 12 cho đến pi trên 4, thì dẫn đến là cái 2x nó sẽ nằm ở trong cái khoảng từ pi trên 6 cho đến pi trên 2, đúng không ạ? Thế như vậy là chúng ta có là t bằng sin 2x mà 2x lại nằm ở trong cái khoảng từ pi trên 6 đến pi trên 2, thì rõ ràng là t nó sẽ nằm giữa sin của pi trên 6 và sin của pi trên 2. Sin của pi trên 6 thì nó bằng 1 phần 2. Mà sin của pi trên 2 thì nó lại bằng 1. Đúng không ạ? Thế như vậy là chúng ta đã có cái điều kiện của T. Các em nhớ là chúng ta bắt buộc phải tìm điều kiện của T. Nếu như mà chúng ta không tìm điều kiện của T thì chúng ta sẽ không làm được bài toán này. Các em nhé. Rồi. Thế như vậy là chúng ta sẽ biến đổi được cái thằng Fx theo một cái hàm số GT. Đúng không ạ? Thì nó chính là bằng 4 nhân với 1 cộng T bình cộng 8 trên T bình phương. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tìm cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của cái hàm số này trên cái đoạn là từ 1 phần 2 cho đến 1 đúng không ạ đó thì như vậy là đến đây thôi thì là các em lại làm một cách bình thường cái hàm này nó là một cái hàm rất là dễ rồi các em nhé chúng ta sẽ tiến hành là đạo hàm g phải t nó bằng 8 nhân với cả 1 cộng t trừ 16 trên t mũ 3 đúng không ạ nó sẽ bằng là 8 trên t mũ 3 nhân với t trừ 1 nhân t mũ 3 cộng 2 t bình cộng 2 t cộng 2 đúng không ạ? Đấy chúng ta sẽ thực hiện cái bước là phân tích đa thức thành nhân tử các em nhé. Đấy. Thì khi đó là chúng ta có là cái g t nó sẽ luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0 bởi vì là t của chúng ta chỉ nằm ở trong cái khoảng từ 1/2 đến 1 thì đâm ra là cái t mũ 3 cộng 2t bình cộng 2t cộng 2 kia nó sẽ lớn hơn 0. Thế còn cái t 1 này thì nó sẽ gì đây? Nó sẽ nhỏ hơn 0 các em nhé, nhỏ hơn hoặc bằng 0. Từ đó là chúng ta có cái bảng biến thiên của cái gt như thế này. Từ chúng ta xét t chạy từ 1/2 đến 1 thì đây nó là dấu âm, dấu của g't là dấu âm. Và à chúng ta sẽ có là gt nó sẽ chạy từ gì đây? 41 cho đến gì? 24. Như vậy là chúng ta sẽ có m lớn bằng 41 và m nhỏ bằng 24, đúng không ạ? Đấy. Min nó sẽ bằng 24 bằng m nhỏ và max nó sẽ bằng là à m lớn và bằng 41. Cho nên là cái tỉ số m lớn trên m nhỏ nó sẽ bằng 41/24 rõ ràng nó sẽ thuộc cái khoảng là từ 3 phần 2 cho đến 2 đúng không ạ từ đó là các em sẽ chọn ra cho thầy đó là phương án B nhé thì như vậy là đây là một cái bài toán đặt ẩn phụ đúng không ạ đấy chúng ta sẽ đặt ẩn phụ để chúng ta tìm đưa về một cái hàm số nó đơn giản hơn thông từ cái hàm số đấy thì là chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta giải và chúng ta đưa ra cái kết quả của đề bài các em nhé à, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 6 các em nhé ở trong cái câu số 6 này là thầy có S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của M để hàm số Y bằng trị tuyệt đối Các em nhớ là đây là một cái hàm mà có dấu trị tuyệt đối Của 1 phần 4 x mũ 4 trừ đi 19 phần 2 x bình cộng 30 x cộng M Có giá trị lớn nhất trên đoạn từ 0 đến 2 không vượt quá 20 Hãy tính cái số phần tử của tập hợp S Đúng ạ Thì cái bài toán này là một cái bài toán mà nó chứa dấu trị tuyệt đối Thế để mà giải cái bài toán chứa dấu trị tuyệt đối thì chúng ta sẽ xét riêng cái hàm ở bên trong cái dấu trị tuyệt đối. Các em nhé. Đó. Thì là chúng ta có cái hướng dẫn giải như sau. Thầy sẽ đặt cái fx nó bằng y và bằng cái hàm của cái trị tuyệt đối này, đúng không ạ? Sau đó là thầy sẽ xét một cái hàm gx là cái hàm ở bên trong cái dấu trị tuyệt đối. Các em nhé. Thì cái gx nó sẽ bằng là chính là cái hàm ở bên dấu bên trong này. Đúng không ạ? Đấy và chúng ta sẽ chỉ xét ở trên cái đoạn từ 0 đến 2 thôi bởi vì đề bài yêu cầu là trên cái đoạn từ 0 đến 2 đúng không ạ rồi thế bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta khảo sát cái hàm này để chúng ta tìm ra cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất các em lưu ý là theo m bởi vì ở đây chúng ta vẫn còn m, cho nên là chúng ta phải tìm cái giá trị lớn nhất và nhỏ nhất theo m à, của cái thằng gx này đúng không ạ thì rất là đơn giản thôi các em sẽ tiến hành là chúng ta đạo hàm g phải x đúng không ạ chúng ta giải cái phương trình g phải x bằng 0 thì à, tương đương tương ứng với x mũ 3 trừ đi 19 x cộng 30 bằng 0. Như vậy là chúng ta sẽ có x bằng âm 5. Đấy, các em lấy máy tính cầm tay chúng ta bấm nghiệm được đúng không ạ? x bằng 3 hoặc là x bằng 2 thì à, chúng ta chỉ có cái nghiệm 3 và 2 nó sẽ nằm ở trong cái khoảng cái đoạn mà đề bài của chúng ta gì đây? À, thầy xin lỗi, có nghiệm 2 là nằm trong cái đoạn mà đề bài mà à, cho phép chúng ta đúng không ạ? Từ 0 đến 2 chứ còn hai nghiệm là âm 3 và 5 thì nằm vượt ra cái khoảng đấy rồi. Thì chúng ta không cần phải xét x bằng 3 và x bằng 5 nữa chúng ta chỉ lấy x bằng 2 thôi bây giờ nhiệm vụ của các em là sẽ là tính cái g tại 0 và g tại 2 thôi đúng ạ thì đấy nó chính là cái giá trị lớn nhất và cái giá trị nhỏ nhất của cái hàm số các em nhé thì chúng ta sẽ tính là à, cái g tại 0 và g tại 2 thì à, nó sẽ tương ứng là các em sẽ thay x bằng 0 và x bằng 2 vào trong cái biểu thức này cho thầy vào trong cái gx này đúng ạ thì à, chúng ta thay x bằng 0 vào thì nó sẽ là m Đúng ạ à. và chúng ta thấy bằng 2 vào thì nó sẽ là m cộng 26 Thế như vậy là rõ ràng là cái giá trị nhỏ nhất của cái thằng này ấy, nó là m đúng ạ à. Và giá trị lớn nhất của thằng gx nó chính là m cộng 26 Thế tuy nhiên là bởi vì là chúng ta chưa biết là cái m này dương hay là âm Cho nên là khi mà chúng ta xét cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất của thằng trị tuyệt đối của gx đúng ạ à. Đấy chúng ta xét cái thằng trị tuyệt đối của gx Bởi vì là ở à đây, đây chính là cái gx này và cái hàm fx nó chính là trị tuyệt đối của gx thì chúng ta phải xét hai trường hợp các em nhé thầy lấy ví dụ này chẳng hạn như là m mà ví dụ nó bằng là uh, âm hai chẳng hạn thì cái min của cái thằng gx nó sẽ là âm hai thế còn cái mắc của cái thằng gx trong trường hợp này nó chỉ là 6 nhưng mà khi các em trị tuyệt đối cái thằng gx này lên đúng không ạ thì nó sẽ thành là 20 và gì đây 20 và 6 như vậy là lúc này mắc nó lại trở thành 20 và min nó lại trở thành là gì đây thằng 6 đúng không ạ đấy thằng fx này bằng trị tuyệt đối của thằng gx thì khi mà các em trị tuyệt đối của anh gx lên thì lúc này mắc của nó phải là 20 và min của nó lại là gì đây này là 6 đúng không ạ à thầy xin lỗi min của nó nó là không không phải là 6 bởi vì là từ âm 20 đến 6 thì nó sẽ chạy, nó sẽ đi qua không đúng không ạ rồi thế như vậy là để mà cái thỏa mãn là cái giá trị lớn nhất nó không vượt quá 20 thì chúng ta sẽ chia thành hai trường hợp đúng không ạ Đấy, như vậy là cái mắc của chúng ta nó có thể là bằng trị tuyệt đối của M hoặc là cái bằng cái trị tuyệt đối của M cộng 26. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta chưa biết là à, số nào à, lớn, số nào bé cho nên là chúng ta sẽ lấy một trong hai trường hợp. Hoặc là trị tuyệt đối của M hoặc là trị tuyệt đối của M cộng 26. Và điều kiện của nó nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 20. Thế trong trường hợp nếu như mà cái mắc của nó là trị tuyệt đối của M cộng 26 thì trị tuyệt đối của M nó phải nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của M cộng 26 và anh này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 20 các em nhé tương ứng như vậy chúng ta sẽ có là trị tuyệt đối của m cộng 26 nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của m trong trường hợp mà giá trị lớn nhất của thằng fx nó bằng trị tuyệt đối của m đúng không ạ và chúng ta cũng sẽ lấy nó nhỏ hơn hoặc bằng 20 thế như vậy là các em sẽ giải cái hệ bất phương trình này ra cho thầy nhé giải hệ bất phương trình này thì là đây là hệ bất phương trình bậc nhất rất là đơn giản ví dụ như là trị tuyệt đối của m cộng 26 nhỏ hơn bằng 20 thì các em sẽ lấy âm 20 nhỏ hơn hoặc bằng m cộng 26 và nhỏ hơn hoặc bằng 20 và trị tuyệt đối của m nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của m cộng 26 thì các em sẽ lấy là à, trừ m trừ 26 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng m và nhỏ hơn hoặc bằng m cộng 26 nhé đấy thì là cách giải cái hệ bất phương trình này nó là như thế và cuối cùng là các em sẽ ra được cái kết quả là âm 13 nhỏ hơn hoặc bằng m nhỏ hơn hoặc bằng âm 6 và âm 20 nhỏ hơn hoặc bằng m nhỏ hơn hoặc bằng âm 13 đúng không ạ đó để đấy chính là những cái giá trị của m hay là chúng ta sẽ kết hợp hai cái trường hợp này lại thì chúng ta sẽ có là âm 20 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng m và nhỏ hơn hoặc bằng âm 6 như vậy là cái số giá trị nguyên của m mà nằm trong cái khoảng từ âm 20 đến âm 6 là chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ lấy 6 trừ 6 trừ đi âm 20 đúng không ạ và cộng thêm một như vậy là nó sẽ có là 14 cộng 1 là bằng 15 phần tử đúng không ạ đấy như vậy là chúng ta sẽ chọn phương án ở đây nó là phương án D đấy thì là các em lưu ý là ở cái chỗ này thì là thầy không giải cái hệ bất phương trình này ra mà các em sẽ tự giải cái hệ bất phương trình này ra nhé, ra nghiệm như thế này. còn ở đây là thầy sẽ chỉ hướng dẫn cho các em là cái cách mà chúng ta làm những cái bài mà hàm số mà nó chứa dấu giá trị tuyệt đối đúng không ạ? Thế còn nếu mà trường hợp mà đến đây mà các em vẫn cảm thấy là à bài này nó quá khó khăn thì là chứng tỏ là các em vẫn chưa thể làm được những cái bài toán như thế này thì là chúng ta sẽ luyện tập những cái bài dễ trước, sau đó là chúng ta sẽ đến những cái bài tập như thế này. Thế còn À, đến cái bước này rồi thì là để mà yêu cầu bởi vì cái bài toán này nó là một bài toán nâng cao thì đến bước này rồi các em phải giải được cái hệ này nhé à, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 7 các em nhé ở trong cái câu số 7 này là một cái câu mà giá trị lớn nhất của một cái hàm mà chứa dấu giá trị tuyệt đối và trong cái dấu giá trị tuyệt đối đây, nó này nó lại là một hàm hợp đúng không ạ chúng ta có một cái hàm fx nó bằng x bình cộng 2x và có đề bài yêu cầu là có bao nhiêu giá trị của m để cái giá trị lớn nhất của cái hàm số là f của một cộng sin x cộng với m lấy dấu trị tuyệt đối nó bằng 5. Đúng không ạ? Thì đối với bài toán này thì chúng ta làm thì là chúng ta phải sử dụng được cái dữ kiện của cái hàm fx em nhé. Thì thầy sẽ làm theo cái phương pháp là chúng ta cần phải đặt ẩn vụ, đúng không ạ? Thì các em hãy theo dõi này. Thầy sẽ đặt cái t nó bằng 1 cộng sin x, đúng không ạ? Thế bây giờ khi mà chúng ta đã đặt t bằng 1 cộng sin x thì chúng ta cần phải cái điều kiện theo cái anh t đấy, đúng không ạ? thì các em thấy là cái sin x nó nằm trong cái đoạn là từ âm 1 đến 1 thì dẫn đến là cái t này nó phải nằm ở trong cái đoạn là từ 0 cho đến 2 đúng không ạ? Đấy t nó phải thuộc cái đoạn từ 0 đến 2. Thì khi đó là chúng ta sẽ có là cái hàm này chúng ta sẽ biến đổi về dưới dạng là f và t cộng m. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ đưa về dạng là f của 1 cộng sin x nó chính là f và t cộng gì? m. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ thay 1 cộng sin x bằng t nhá. Yeah. Thì à các em có là cái hàm f(x) nó bằng là x bình trừ 2x thì dẫn đến là f(t) à, rất đơn giản nó phải bằng là t bình trừ 2t. Đúng không ạ? Đấy chỗ này là x bình trừ 2x thì chẳng qua chỗ này thay à, x bởi t thôi thì nó chính là t bình trừ 2t và cộng thêm m nữa. Thế thì đến đây để cho cái bài toán nó trở nên đơn giản hơn nữa thì thầy lại tiến hành là đặt cái t bình trừ 2t này nó bằng u các em nhé. Đấy để chúng ta là đưa về nó chỉ có là trị tương đối của u cộng m thôi đúng không ạ thầy sẽ đặt nguồn u bằng t bình chừng hai t thế tuy nhiên là cứ mỗi lần mà chúng ta đặt ẩn phụ thì các em lại cần phải là tìm cái điều kiện của ẩn phụ đúng không ạ dựa theo cái điều kiện của cái ẩn gốc ban đầu cái ẩn gốc ban đầu là chúng ta có ở trong cái đoạn từ 0 đến 2 đúng không ạ thì hỏi rằng là cái ẩn phụ này nó ở trong cái đoạn nào Đấy thì chúng ta sẽ có là u nó sẽ nằm ở trong cái đoạn từ âm -1 đến 1 đến 0. Tại sao chúng ta lại có cái điều đấy? Đấy thì là chúng ta sẽ xét thêm một cái hàm này nữa thôi. Các em sẽ xét thêm một cái hàm đó là y nó bằng t bình trừ đi 2t. Mà cái này nó ở trên cái đoạn là từ 0 đến 2 đúng không ạ? T nằm trong cái đoạn từ 0 đến 2. Thì khi đó là chúng ta sẽ có là y' phải nó chính là bằng 2t trừ gì? Trừ -2 hay là y' phải bằng 0? tương ứng với cả t bằng gì đây t bằng một đúng ạ thì chúng ta sẽ lấy này cái y tại không này thì nó sẽ bằng không chúng ta lấy y tại một kem thay vào nó là âm một và chúng ta lấy y tại hai thì nó lại là gì đây nó lại là không đúng ạ thế như vậy là t của chúng ta cái u này của chúng ta hay là cái hàm số này nó sẽ nằm ở trong cái đoạn là từ âm một cho đến gì đây cho đến không đúng ạ đấy như vậy là u sẽ thuộc cái đoạn là từ âm 1 cho đến 0 đúng không ạ rồi thì khi đó là chúng ta sẽ biến đổi cái à, hàm trị tuyệt đối này nó sẽ dưới dạng là trị tuyệt đối của u cộng m với cái u là ở trong cái đoạn là từ âm 1 đến 0 đúng không ạ thế từ đó là chúng ta sẽ suy ra ngay là mắc của cái thằng là f1 cộng sin x cộng m thì là chúng ta nó bằng mắc của ft cộng m thôi và nó cũng chính là bằng mắc của trị tuyệt đối của u cộng m đúng không ạ đây Đấy, bây giờ là chúng ta lại sâu chuỗi lại nữa thôi, đúng không ạ? Nó là trị tuyệt đối của u cộng m. Thì khi đó là à nó sẽ bằng là cái mắc trong cái đoạn từ âm -1 cho đến 0 thì hoặc là cái u nó bằng gì đấy? Âm -1 thì nó chính là m trị tuyệt đối của m chữ 1 hoặc là nếu mà cái u nó bằng 0 thì nó chính là cái trị tuyệt đối của m, đúng không ạ? Tức là chúng ta sẽ lấy u bằng âm -1 hoặc là u bằng 0 thì khi đó là cái mắc của cái hàng này nó sẽ là hoặc là trị tuyệt đối, đối của m 1 hoặc là trị tuyệt đối, đối của gì? của m. Và đây bài yêu cầu là cái giá trị lớn nhất của cái thằng này nó bằng 5. Thì chúng ta sẽ cho từng cái trường hợp là trị tuyệt đối, đối của cộng 1 bằng 5 và trị tuyệt đối, đối của m bằng 5 các em nhé. Rồi. Thế như vậy là chúng ta yêu cầu là bằng 5 thì là các em sẽ cho hai cái hai cái trị tuyệt đối, đối này bằng 5 cho thầy, đúng không ạ? Trị tuyệt đối của m 1 bằng 5 và trị tuyệt đối, đối của m bằng 5 từ đó là chúng ta sẽ giải ra được bốn nghiệm mỗi một cái phương trình này của chúng ta sẽ có hai nghiệm các em nhé thì sau khi mà các em giải xong rồi thì các em lại phải làm thêm một cái động tác nữa đó là chúng ta thử lại đúng không ạ chúng ta thử lại là xem này thầy lấy ví dụ là m bằng sáu nhé thầy lấy ví dụ là cái m của chúng ta là bằng sáu đúng không ạ thì các em sẽ suy ra là cái trị tuyệt đối của âm m âm một cộng m nó sẽ bằng năm nhưng mà cái trị tuyệt đối của m lúc này nó lại bằng gì bằng sáu đúng không à. ạ? Trị tuyệt đối của M lúc này bằng 6 cho nên là nó giá trị lớn nhất của nó là 6 chứ không phải là 5. Đó, thế cho nên là chúng ta sẽ loại cái trường hợp M bằng 6 nhé. Yeah. Thế còn trường hợp M bằng âm 4 thì sao? Ví dụ là M bằng âm 4 thì các em sẽ suy ra là trị tuyệt đối của âm 1 cộng M Đấy, thì nó sẽ là 5 và trị tuyệt đối của M nó sẽ là 4 Đúng không à. ạ? Thế như vậy là rõ ràng là cái giá trị lớn nhất trong trường hợp này nó chính là 5 rồi để tương tự như vậy các em sẽ thử tiếp cho thầy hai giá trị là m bằng 5 và m bằng âm 5 thì là chúng ta sẽ thấy là m bằng âm 4 hoặc là m bằng 5 thì nó sẽ thỏa mãn cái yêu cầu bài toán là cái giá trị lớn nhất của nó à, nó sẽ là 5 các em nhé. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ chọn phương án ở đây đó là phương án B. Đúng không ạ? Thế như vậy là cái câu này nó là một cái câu mà nó à, rất nặng về nạt ẩn phụ. Đúng không ạ? Đấy, nó là một cái câu hàm hợp cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp là đặt ẩn phụ các em nhé chúng ta sẽ đặt ẩn phụ tới cùng luôn đến khi nào mà nó xuất hiện cái giá trị lớn nhất thì là chúng ta sẽ dừng lại đúng không ạ nào bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng sang câu số 8 các em nhé ở trong cái câu số 8 này là đề bài yêu cầu là hãy tìm cái giá trị lớn nhất của hàm số là fx nó bằng trị tuyệt đối của x mũ 3 cộng 3x bình trừ đi 72x cộng 90 cộng với m trên cái đoạn là từ âm 5 cho đến 5 nó cái này nó là 2018 đúng không ạ thì trong các khẳng định sau đây là khẳng định nào đúng Tức là chúng ta phải tìm ra cái cái giá trị của M Và à, để xem là cái M nó nằm trong cái khoảng cái đoạn nào các nhé Thì đối với câu này thì đây là một cái câu mà nó liên quan đến hàm số chưa dấu trị tuyệt đối Đúng không ạ Thì bây giờ là chúng ta sẽ xét riêng cái hàm mà ở bên trong dấu trị tuyệt đối các em nhé để chúng ta tìm ra cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của cái hàm số mà nằm ở bên trong dấu trị tuyệt đối này từ đó là chúng ta sẽ suy ra được cái giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của cái thằng hàm số fx Đúng ạ Thì đây Chúng ta sẽ xét cái hàm số gx là cái hàm số mà nằm ở bên trong cái dấu trị tuyệt đối Em nhé Thì bây giờ chúng ta nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ tìm ra cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất Của cái anh gx này Trên cái đoạn là từ âm 5 đến 5 Đúng ạ Thì chúng ta có là kem à, sẽ tính đạo hàm thôi, đúng không ạ? chúng ta làm các bước rất là bình thường, giống như một cái bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất bình thường, đúng không ạ? chúng ta sẽ đạo hàm này, chúng ta giải phương trình đạo hàm bằng không, rồi chúng ta tính những cái giá trị đặc biệt, đúng không ạ? đây, chúng ta có g phẩy này, nó bằng trừ, nó bằng ba x bình cộng sáu x trừ bảy mươi kem giải cái phương trình g phẩy bằng không, thì chúng ta có nghiệm là x bằng bốn và x bằng âm sáu. thế tuy nhiên là khi mà kem được nghiệm thì kem lại phải xem là cái nghiệm đấy nó có nằm ở trong cái đoạn mà đề bài yêu cầu hay không đúng ạ? À. Ở đây là đề bài yêu cầu là cái đoạn là từ âm 5 cho đến 5. Thì cho nên là cái nghiệm x bằng âm 6 này các em phải loại nó đi nhé Nó không nằm ở trong cái đoạn mà đề bài yêu cầu. Đấy, thì cho nên là bây giờ chúng ta chỉ lấy cái nghiệm là x bằng 4 của cái phương trình g phải x bằng 0 thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ tính là cái g tại gì đấy? Âm 5 này, g tại 4 và g tại 5. Từ đó là chúng ta so sánh những cái giá trị này lại với nhau. Thì các em sẽ biết là à, anh nào là lớn nhất và anh nào là nhỏ nhất đúng không à. ạ? Chúng ta có g tại âm 5 bằng 400 này, g tại 5 là bằng âm 70 và g tại 4 bằng âm 86. Đúng không à. ạ? Thế từ đó là chúng ta sẽ thấy rằng là à cái à, giá trị lớn nhất của cái thằng GX nó là 400 và cái giá trị nhỏ nhất của cái thằng GX nó là âm 86. Đúng không à. ạ? Thế cho nên là nếu như mà trị tuyệt đối của cái thằng GX thì cái thằng giá trị lớn nhất của nó cũng chỉ là 400 thôi. Các em nhé, chúng ta chỉ để ý đến hai cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất thôi, đúng không à. ạ? khi mà các em đấy tìm cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất của cái thằng trị tuyệt đối của g thì nó sẽ là xảy ra là một trong hai cái trị tuyệt đối này trị tuyệt đối của g tại âm năm hoặc là trị tuyệt đối của g tại bốn thế trong trường hợp này là cái trị tuyệt đối của g tại âm năm nó lớn hơn nó bằng 400 thế còn cái trị tuyệt đối của g tại bốn nó chỉ là 86 thôi thì chúng ta sẽ suy ra là cái mắc của cái thằng trị tuyệt đối này đấy nó sẽ phải là 400 các em nhé đó thế như vậy là mắc của cái này bằng 400 này do đó là mắc của fx thì chỗ này chúng ta cộng thêm cái thằng m ở ngoài thôi Đúng ạ Thì nó sẽ là 400 cộng m Thế từ đó là đề bài Bây giờ đề bài yêu cầu là Cái giá trị lớn nhất này của nó là bằng 2018 Thì dẫn đến là các em bây giờ chỉ cần cho cái 400 cộng m bằng 2018 thôi Đúng ạ Đề bài yêu cầu là bằng 2018 hay là nhỏ hơn 2018 hay là lớn hơn Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái kết quả kia Chúng ta sẽ cho tương ứng theo cái yêu cầu đề bài Đúng ạ Trong trường hợp này là bằng 2018 Thì các em sẽ giải ra là m nó bằng 1 1618 đúng ạ. Thế từ đó là chúng ta sẽ suy ra là a à, nó là cái phương án a nó sẽ chứa được cái à, 1618 các em nhé. Thế như vậy là à, chúng ta xong câu số 8 đúng ạ. Thì như vậy là trong cái buổi ngày hôm nay là thầy đã hướng dẫn cho các em những cái bài toán mà liên quan đến tham số m và có cái hàm số chứa dấu trị tuyệt đối. Thì thầy hy vọng rằng là à, sau cái bài giảng này các em sẽ rút ra cho mình được à, những cái cách làm cụ thể của từng cái dạng bài một. Và thầy à, xin chào các em và chúc các em học tốt. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách